vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 37. Hai chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa khách sạn, nhân viên phục vụ khách sạn tiến lên mở cửa xe. Từng đạo ánh mắt nhao nhao nhìn, ánh mắt nhất thời phát sáng. Người xuống xe đầu tiên quả nhiên là Sở Trần, nhìn qua khí chất trầm ổn, quần áo có chút trang trọng, ánh mắt ôn hòa vươn tay ra, nắm lấy một bàn tay ngọc mềm mại, Tống Nhan đêm nay một thân váy màu tím, tự nhiên trang nhã, hoa lệ động lòng người, cổ trắng nõn đeo một sợi dây chuyền thạch anh, toàn thân khiến người ta có một loại khí tức mê người. Đây chính là tam tiểu thư Tống gia trong truyền thuyết A, nhan sắc này quả thực nghịch thiên, không thua kém nữ minh tinh đỉnh cấp. Đừng nói Sở Trần, tôi cũng nguyện ý làm con rể ở rể Tống gia. Đêm nay không có nhan sắc của một cô gái nào có thể tranh phong với tam tiểu thư Tống gia, à không đúng, có một người, thần tiên tỷ tỷ. Âm thanh kinh hô đột nhiên vang vọng. Sau khi Tống Nhan xuống xe, Sở Trần lại đưa tay kéo ra một bộ bóng dáng xinh đẹp động lòng người, nữ thần cổ võ thuật cổ Trung Quốc, Nam Cung Quân. Váy dài trắng thánh khiết như tuyết, dung nhan nhìn không ra chút khuyết điểm, như tiên tử giáng lâm, thần thánh không thể xâm phạm. Tống Nhan cùng Nam Cung Quân đứng một trái một phải của Sở Trần, dừng một thời gian, khiến người bên ngoài ghen tị. Về phần còn có mấy người Tống gia còn lại từ trong xe đi xuống, tự nhiên bị người ta bỏ qua. Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cẩn đi tới hiện trường, nghi thức tối nay, là một vinh dự lớn, Ninh Tử Mặc tỏ vẻ muốn tận mắt chứng kiến. Sự xuất hiện của Dương Tiểu Cẩn cũng thu hút một vài ánh mắt, nhưng rất nhanh đều rời đi. Vết thương trên mặt Dương Tiểu Cẩn cũng không phải là bí mật gì, lúc trước từng bị phơi bày, trong đầu rất nhiều người còn lưu lại hình ảnh lúc trước Dương Tiểu Cẩn cô độc một mình, trên mặt không có bất kỳ che giấu nào, đối mặt với đám đông bị chỉ trích, từng bước đỡ eo ra ngoài. Nhưng đêm nay trên mặt Dương Tiểu Cẩn đeo lụa mỏng màu trắng. Sau khi đoàn người Sở Trần tiến vào khách sạn, bầu không khí vạn người chờ mong đêm nay lại tăng lên đến cực hạn. Một chiếc xe khác đậu ở cửa khách sạn Hoa Ten, cửa xe mở ra, không ít người sửng sốt, thần sắc lập tức trở nên hưng phấn. Tiền lão gia đến rồi, Tiền lão gia tử thần sắc như thường, Tiền Bộ Thiệu ở một bên ngược lại chưa từng trải qua trận chiến này, mặc dù nội tâm rất hưng phấn, nhưng hai tay không cách nào khống chế run rẩy. Nhìn theo ông cháu Tiền lão gia đi vào khách sạn, bên ngoài vang lên một trận thanh âm ào ào, đúng lúc này, lại có một chiếc xe chậm rãi dừng ở cửa khách sạn. Khách liên tục, cửa xe mở ra, đi xuống là hai đôi vợ chồng, cũng dẫn tới không ít tiếng bàn tán. Con rể lớn Tống gia vợ chồng Lâm Tín Bình và con rể thứ hai Tống gia vợ chồng Trương Kiếm, xét quan hệ của bọn họ mà nói, hai đôi vợ chồng này xuất hiện trong trường hợp tối nay là chuyện rất bình thường, thế nhưng... Bọn họ bất hòa với Tống gia đã là chuyện công khai rồi, tối nay cũng không có cùng người Tống gia tới đây, hiện tại sao lại đột nhiên tới, chẳng lẽ là muốn cho Sở Trần một bất ngờ. Nói theo Tiền lão gia, xin lỗi Sở Trần, anh vừa nói như vậy, tôi cảm thấy thật đúng là có khả năng này, lễ trao huy chương danh hiệu tối nay sẽ trở thành hiện trường xin lỗi quy mô lớn. Trong thời gian kế tiếp lại xuất hiện vài người, càng làm cho người ta khẳng định phỏng đoán này. Con gái Diệp gia Dương Thành Diệp Yên. Quán chủ vệ thu căn của Huy Dương quyền quán, còn có mấy người cùng Sở Trần ít nhiều có chút thủ oán, cư nhiên đều trước sau xuất hiện ở cửa khách sạn. Giống như đã hẹn, cái miệng này của tôi không phải là nói chúng chứ. Tôi càng thêm hâm mộ chính là, bọn họ làm sao có được vé vào cửa, chẳng lẽ bởi vì muốn xin lỗi Sở Trần mới được mở cửa sau. Lễ trao huy hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc của Sở Trần được tổ chức tại hội trường lớn trên tầng 2 của khách sạn Hoa Đằng, có thể chứa được mấy trăm người. Lúc Sở Trần đến hấp dẫn ánh mắt toàn trường, không ít người nhao nhao chào hỏi Sở Trần, dù sao, anh là nhân vật chính đêm nay. Bao gồm một vài nhân vật công chúng được mời đến, cũng có người chủ động đến chào hỏi Sở Trần, khiến Tống Thu bên cạnh Sở Trần kích động không thôi, trong đó có vài người Tống Thu thường xuyên nhìn thấy trên màn ảnh, đêm nay dính ánh sáng của anh rể, thế nhưng còn may mắn bắt tay những người này. Tống Thu có loại cảm giác hạnh phúc đột ngột. Đồng thời cũng càng thêm cảm nhận được hàm lượng vàng của huy chương danh hiệu Sở Trần được trao tối nay nặng bao nhiêu. Chúc mừng, Sở Trần. Giang Ánh Đào đi tới trước mặt, dung mạo vóc người của cô mặc kệ đi tới đâu cũng được người ta chú ý. Một thân váy đen mềm mại, khiến người ta có cảm giác dưới cổ tất cả đều là chân, uyển chuyển đến cực hạn. Giang Ánh Đào cùng một mình Sở Trần đi tới một bên nói chuyện. Tống Nhan ít nhiều biết một chút thân phận của Giang Ánh Đào, cũng không để ý, trở về chỗ ngồi của mình. Đã tra được, đúng là hoàng gia ở sau lưng sử dụng thiên cơ huyền đồ ý đồ mua tính mạng của anh. Giang Ánh Đào mở miệng gần từng chữ,
Trước buổi trưa cô vẫn còn đang theo dõi hoàng gia, Tư Đồ Tĩnh đến tiếp nhận thay cô, Giang Ánh Đào trở về nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi, liền trang điểm một phen, đi tới khách sạn Hoa Đằng. Đêm nay tất cả công tác an ninh của khách sạn Hoa Đằng đều do cục đặc chiến phụ trách, có thể nói là quy cách cực lớn. Sở Trần giật mình, chạm vào ánh mắt Giang Ánh Đào, lúc này mới phản ứng lại, điếu giả, biết chuyện này, anh còn chưa biết. Sở Trần lúc này kinh ngạc, dĩ nhiên là hoàng gia. Hoàng gia làm sao có được thiên cơ huyền đồ? Chúng tôi điều tra được hoàng gia có quan hệ họ hàng với gia đình Hoàng Chí Ca bị diệt môn ở Kinh Thành, sau khi tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục điều tra, cuối cùng tập trung người của hoàng gia làm nghi phạm cuối cùng. Giang Ánh Đào có loại cảm giác muốn ở trước mặt Sở Trần biểu hiện một phen, thanh âm mang theo tự tin, anh hẳn là biết, trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể giấu được mắt thần của tổ điều tra. Sở Trần cảm thấy vô cùng đồng ý, cô Đào, mọi người thật sự quá thần tốc. Khóe miệng Giang Ánh Đào nhẹ nhàng nhếch lên một chút, tuy rằng luận công phu không bằng anh, thế nhưng, phương diện này, tôi chính là chuyên gia. Chúng tôi đã 24 giờ theo dõi hoàng gia, chỉ cần bọn họ xuất ra thiên cơ huyền đồ, chúng ta có thể bắt được bọn họ tại chỗ. Giang Ánh Đào tràn đầy tự tin, Sở Trần càng thêm kiên định muốn che giấu thân phận, điếu giả của mình thật sâu trong đầu. Vạn nhất bị cô Đào biết anh là, điếu giả, đây có phải là tính tử vong của xã hội, trong truyền thuyết hay không? Người trong hội trường càng ngày càng nhiều, đám người Tiền lão gia đến cũng khiến cho Sở Trần chú ý. Giang Ánh Đào bởi vì tránh hiềm nghi không có cùng Sở Trần tán gẫu nhiều hơn, sau khi chào hỏi bản thân liền đi về phía bên kia. Sở Trần trở lại chỗ ngồi của mình, thấy vẻ mặt mấy người Tống gia tựa hồ có chút không thích hợp, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Chị cả cùng chị hai cũng tới. Tống Thu mở miệng, vừa mới thấy bọn họ vào hội trường, nhưng, hiện tại bọn họ đều ngồi ở phía sau. Tô Nguyệt Nhàn cau mày, mẹ luôn cảm giác, bọn họ lại muốn làm chuyện gì? Trong lễ khai trương dược phẩm Bắc Trần, bọn họ đã từng xuất hiện, nháo ra chuyện không vui. Ta đi hỏi chúng nó một chút. Tống Tà Dương trầm mặt, đứng lên. Cha, ngồi xuống đi. Sở Trần kéo Tống Tà Dương lại, mỉm cười, hôm nay như vậy, không sợ bọn họ gây phiền toái, bọn họ hẳn là sẽ không tự làm mất mặt mình như vậy. Đúng, cha, nếu họ không gây rối, chúng ta liền làm như không biết. Tống Nhan cũng mở miệng, Tống Tà Dương ngồi xuống. Trong lòng vẫn nhịn không được có chút thấp thỏm. Ngay sau đó, đám người Diệp Yên và Vệ Thu Căn đến, cũng khiến mọi người chú ý. Tổng Tà Dương nhíu chặt mày hơn, những người này, rốt cuộc muốn làm gì? Bên ngoài lời đồn bọn họ muốn tập thể xin lỗi Sở Trần, Tống Tà Dương cảm thấy không có khả năng. Từ ngày chuyện xảy ra ở khai trương Bắc Trần đến bây giờ, hai đứa con gái chưa bao giờ lộ diện, càng không có bất kỳ biểu tình nào. Tống Tà Dương không tin bọn họ sẽ đột nhiên vào lúc này đến khách sạn Nhi Hoa Đằng xin lỗi Sở Trần, chứ đừng nói đến đám người Diệp Yên. Diệp Yên đối với Sở Trần thù hận cực sâu, mà Vệ Thu Căn lại lần lượt ngã bởi tay Sở Trần, bọn họ chỉ sợ hận không thể đều dẫm lên Sở Trần một cước, làm sao có thể xin lỗi. Ha ha ha, một trận tiếng cười vang lên truyền đến, Hoàng Phủ Nguyên cảnh đến, liên thanh chúc mừng. Liêu Chí Hoàn và đông đảo nhân vật được mọi người kính trọng giới văn cũng nhao nhao đến hiện trường. Cung Thường Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Múa sư Quốc gia, cũng đã đến. Trong những phút cuối cùng của gần 8 giờ, tất cả các nhân vật nổi tiếng đã lần lượt xuất hiện. Khiến Sở Trần cảm thấy bất ngờ chính là, ngay cả Nhị Thúc cũng tới, nhưng, Sở Khai Binh cũng không có tới cùng Sở Trần chào hỏi, mà là an tĩnh ngồi ở vị trí hàng đầu. Đúng 8 giờ tối, khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu, toàn bộ hội trường dần dần im lặng. Người dẫn chương trình là một cô gái dáng người cao gầy. Khuôn mặt mỉm cười, sau khi nói ra một bài mở đầu, chợt mở miệng nói, bây giờ xin mời nghệ sĩ Dương Cầm trẻ tuổi nổi tiếng, Tiêu Lãng, gửi đến mọi người khúc mở đầu, Vinh Quang, những tràng pháo tay như sấm sét. Khuôn mặt Sở Trần cũng nổi lên ý cười, vỗ tay, đồng thời cũng chờ mong. Dưới sự chú ý của vạn người, bước chân Tiêu Lãng yêu kiều bước ra. Bắt đầu rồi, Tiền Bộ Thiệu nghiêng mặt, nhìn thoáng qua Tiền lão gia tử ngồi bên cạnh. Ánh đèn dần dần tối xuống. Hội trường chỉ còn lại một chùm ánh đèn duy nhất chiếu rọi trên người Tiêu Lãng. Cô gá hồ sống sót bằng tên của em trai mình. Sở Trần thông qua Tống Nhan biết được câu chuyện của Tiêu Lãng, nội tâm có chút xúc động. Sau khi Dương Tiểu Cẩn xảy ra chuyện, Tiêu Lãng càng dám đi theo Sở Trần tìm kiếm tung tích của Dương Tiểu Cẩn. Cô gái này, bề ngoài thoạt nhìn yếu đuối, nhưng nội tâm của cô, vô cùng kiên cường. Chùm ánh sáng này, Dương Tiểu Cẩn nhìn cô gái ngồi trước cây đàn Dương Cầm. Nước mắt cũng dần dần có chút mơ hồ.
Trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời cô, Tiêu Lãng là ánh sáng duy nhất của cô. Khúc Phân Quang, này là khúc Dương Cầm do Tiêu Lãng tự sáng tác. Con người Tống Nhan tràn ngập chờ mong. Khúc Dương Cầm vô cùng hợp cảnh, đêm nay Sở Trần muốn thu hoạch, chính là vinh quang thuộc về cá nhân anh. Vạn người chú ý, toàn thành chứng kiến. Một khúc kết thúc, Tiêu Lãng đứng lên, nhẹ nhàng khom người về phía trước, sau đó mở miệng nói chúc mừng Sở Trần. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm sét. Tiêu Lãng ngọt ngào cười, bước chân trong yêu kiều rời khỏi sân khấu. Khúc Vinh Quang của cô cũng mở màn cho buổi lễ trao huy hiệu danh hiệu tối nay. Xuất hiện sau Tiêu Lãng là một ca sĩ hạng nhất, sinh ra ở Dương Thành, sự xuất hiện của anh cũng gây ra phản ứng rất lớn. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên từng đợt, khuôn mặt Sở Trần vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, mang theo tâm tình sung sướng thưởng thức bữa tiệc này. Tống Tả Dương có chút không kiềm chế được nội tâm thấp thỏm, ông luôn cảm giác đêm nay hai người con gái của mình xuất hiện khiến ông bất an. Sau khi kết thúc vòng biểu diễn, người đẹp MC vóc dáng cao ráo nở nụ cười bước lên sân khấu. Anh múa sư thành danh, phát huy quốc túy Trung Quốc. Anh là một anh hùng thiếu niên, một bậc thầy tông sư. Anh tinh thông cầm kỳ thư họa, hãnh diện giới văn chương. Con người của Mỹ nữ MC càng lúc càng sáng ngời, chúc mừng Sở Trần, đạt được danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc. Kế tiếp, sẽ do người khởi xướng hoạt động của sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, Cốc An Quốc tiên sinh, trao huy chương danh hiệu cho Sở Trần, xin mời Sở Trần, mời Cốc An Quốc tiên sinh. Mặc dù đêm nay xuất hiện rất nhiều tên tuổi lớn, nhưng khi người dẫn chương trình nói ra hai chữ, Sở Trần, tiếng vỗ tay phảng phất như muốn nâng trần nhà lên. Anh rể, lên, Tống Thu Hận không thể vỗ nát bàn tay của mình. Vô số ống kính đều nhắm tận vào Sở Trần. Đồng thời, ở thời đại tự truyền thông này, lúc này trong đại sảnh, có rất nhiều người đều mở ống kính điện thoại, tiến hành phát sóng trực tiếp mọi nơi về phía đài cao, người bên ngoài cũng có thể biết được tình huống bên trong. Sở Trần sắp lên đài, quả nhiên là đối đãi với quy cách cao nhất ha, dĩ nhiên là Cốc An Quốc tiên sinh tự mình đến Dương Thành phong tặng danh hiệu huy chương cho hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cốc An Quốc là ai? Không thể miêu tả, nói ngắn gọn, bạn nhớ một điều, rất lợi hại là được. Từ khi hoạt động này bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa có một người đạt được huy chương danh hiệu có thể đạt được vinh dự này, Sở Trần được công nhận rồi. Sở Trần thật sự cho Tống gia gia thể diện a. Một nhân vật văn võ song toàn như vậy, lại cam tâm làm con rể ở rể Tống gia. Quá không thể tưởng tượng nổi, tam tiểu thư Tống gia có thể có mị lực lớn như vậy sao? Trong đó có thể có ẩn tình gì không? Nghe nói sau lưng Tống gia có một đạo sĩ giang hồ, đạo sĩ này rất lợi hại, có thể không bịa đặt, hô mưa gọi gió. Không ai nhận thấy, dư luận trên mạng đột nhiên có thêm một số chủ đề tinh tế, dần dần hướng dẫn người khác. Giờ phút này ánh mắt mọi người trong hội trường đều tập trung vào đài cao. Sở Trần cùng Cốc An Quốc cơ hồ đồng thời đi lên đài cao. Dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt Sở Trần tuấn lãng, phong thần như ngọc, nhẹ nhàng như công tử, đường nét khuôn mặt như điêu khắc tinh xảo, khiến không ít nữ nhân nhìn đều ngây dại. Đẹp trai quá, chồng, tôi cảm thấy như thể tôi đã yêu rồi. So sánh ra, Cốc An Quốc đã có chút dấu vết năm tháng, một thân chỉnh tề, bụng có chút hơi nhô lên. Lúc này đứng ở bên cạnh Sở Trần, Cốc An Quốc thần sắc không tự nhiên. Nhớ lại năm đó, mình cũng là Mỹ Nam phong độ nhẹ nhàng. Thế nhưng năm tháng không tha cho người khác. Chúc mừng cậu, Sở Trần. Cốc An Quốc chủ động đưa tay ra. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, làm phiền Cốc tiên sinh rồi. Cô gái hai tay cầm khay, đi về phía bên này với đôi chân ngọc cao gầy của mình. Cốc An Quốc đang muốn từ trên khay cầm lấy huy chương danh hiệu, lúc này... Phía dưới chợt vang lên một đạo thanh âm, chờ một chút. Mọi người nhao nhao quay đầu lại, đều ngây ngẩn cả người. Vốn là Tiền lão gia tử ngồi ở phía sau đã đứng lên, ông một thân trang phục thời đường, tóc đêm nay cũng được trải kỹ sáng bóng, đứng thẳng người, dưới sự đi cùng của cháu trai Tiền Bộ Thiệu, từng bước đi về phía trước. Tiền lão gia, tôi thiếu chút nữa đã quên, Tiền lão gia tử đêm nay muốn tới xin lỗi Sở Trần, nhưng ông ta cũng không cần khẩn cấp như vậy đi. Vậy mà còn cắt đứt nghi thức trao giải của Cốc An Quốc tiên sinh cho Sở Trần. Tôi nghĩ chuyện không đơn giản như vậy. Tiền lão gia vẫn tuyên bố phải công khai xin lỗi, kết quả lựa chọn dịp tối nay, hiện tại còn cắt đứt lễ trao giải, nếu ông ta thật lòng xin lỗi, tôi tin cái quỷ. Đến lúc này, rất nhiều người nhao nhao ý thức được, tối nay chỉ sự có chuyện gì không ngờ tới sẽ xảy ra. Lão già này muốn làm gì? Vẻ mặt Tống Trường Thanh cũng trầm xuống.
cuối cùng cũng bắt đầu. Tinh thần của Lâm Tín Bình Bình chấn động, nhao nhao đứng lên. Tiền lão gia còn chưa đi lên đài cao, đã bị bảo vệ ngăn lại. Tiền lão gia cũng không sợ hãi, mà ánh mắt nhìn Cốc An Quốc, Trấn Thanh mở miệng, có một số lời tôi vốn định sau khi nghi thức trao giải chấm dứt mới nói. Nhưng mà, tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, một khi để cho Sở Trần hoàn toàn tiếp nhận nghi thức trao giải này, đây là một loại nhục nhã đối với danh hiệu huy chương này, cho nên, tôi lựa chọn hiện tại đều nói ra tất cả. Không ít phóng viên truyền thông phảng phất ngửi được cái gì đó, thần sắc lúc này hưng phấn, nhao nhao chụp ảnh. Tiền lão gia muốn tiết lộ, mẹ kiếp, tiền lão gia không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à, ông ta muốn tiết lộ cái gì? Chẳng lẽ Sở Trần có nhược điểm gì rơi vào trong tay tiền lão gia? Nhược điểm có thể ảnh hưởng đến huy chương danh hiệu, nếu là thật, cái này sẽ bùng nổ cỡ nào? Nói cho mọi bạn biết, ca sĩ Vương Phong chưa mai phát ca khúc mới. Sở Trần tuyên bố trang đầu tôi chiếm. Cốc An Quốc nhíu mày. Trong lễ trao giải xuất hiện biến cố như vậy là hắn không ngờ tới. Nhưng, Cốc An Quốc rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Nhìn tiền lão la, ông có biết phá hoại tiến hành nghi thức, sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng không? Tôi biết, tiền lão ra gần từng chữ, nếu như sau khi tôi nói xong, Cốc tiên sinh còn kiên trì trao danh hiệu huy chương này cho Sở Trần, tôi không còn lời nào để nói. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong 10 phút nữa, Cốc tiên sinh sẽ rất biết ơn tôi. Lời nói của tiền lão gia vừa dứt, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn, ngang nhiên phá hư huy chương danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc của Sở Trần, còn nói lời ngông cuồng, tiền lão gia đến tột cùng muốn nói là cái gì. Tiền lão gia ngữ khí quá mức chắc chắn tự tin, ngay cả Cốc An Quốc lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Lễ trao huy chương tối nay, người chú ý quá nhiều, nếu xảy ra biến cố gì, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì mất đi thể diện. Tôi chỉ cần 10 phút thôi. Tiền lão gia sau đó mở miệng, trầm giọng nói, nếu sau 10 phút Cốc tiên sinh không có cảm kích tôi nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Trên đài cao, thần sắc Sở Trần lạnh nhạt, lúc nhìn tiền lão gia, cũng nhìn chăm chú tiền bộ thiệu một cái, tầm mắt tiền bộ thiệu lạnh lùng, híp cười nhìn chằm chằm Sở Trần, hắn vĩnh viễn sẽ không quên một cái bạt tai Sở Trần cho hắn ở tầng 21 tòa nhà Kim Bãi. Tôi à nay, thù mới hận cũ, tất cả đều chấm dứt. Cốc An Quốc trầm mặc, mọi người Tống gia cũng nhao nhao đứng lên. Ông ta đến tột cùng muốn làm gì? Tống Thu nhíu mày, anh rể có thể có nhược điểm gì rơi vào trên người ông ta? Chẳng lẽ là, Tống Thu đột nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt này, trong đầu Tống Thu nhanh chóng lướt qua bóng dáng xinh đẹp của mấy cô gái. Chẳng lẽ là sự việc đã bại lộ? Đây quả thật là tổn hại đến hình tượng của anh rể. Tiểu Thu đoán không sai, thật sự có khả năng. Vẻ mặt Tống Tà Dương trở nên ngưng trọng. Mấy người Tống gia liếc mắt nhìn nhau một cái. Thân phận của Sở Trần, bí mật lớn nhất trên người Sở Trần, cũng là nơi không thấy được ánh sáng nhất, chính là thân phận của Sở Trần. Còn người Tống Nhan vẫn nhìn chăm chú vào Sở Trần, thấy Sở Trần vẫn như trước một dáng vẻ bình thản, nhịn không được lo lắng thay anh, tên này, trời sụp xuống cũng không sợ. Tống Thu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn mấy người Tống gia, mọi người, đều biết a. Trong não của Tống Thu, anh rể cùng mẫu ủy Hồng Nhan chi kỷ dây dưa không rõ, hắn vốn tưởng rằng chỉ có một mình biết, lại không nghĩ tới, mọi người đều biết. Tống Thu theo bản năng nhìn thoáng qua Tống Nhan, vẻ mặt chị ba chỉ có lo lắng, thế nhưng không có một chút phẫn nộ. Điều này khiến Tống Thu không thể không âm thầm bội phục thủ đoạn của anh rể. Cái này làm sao chúng ta có thể không biết, Tô Nguyệt Nhàn không tiện tức giận nói, con là người cuối cùng biết được, vốn cũng không có ý định nói cho con biết. Tống Thu. Cốc tiên sinh hẳn là sẽ cự tuyệt yêu cầu vô lý của tiền lão gia, dù sao, nghi thức phong tặng huy chương danh hiệu đã tiến hành đến thời điểm này, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng hơn việc tiếp tục nghi thức này. Tống Nhan khẽ mím môi đỏ, đương nhiên đây cũng là kết quả cô hy vọng nhất nhìn thấy. Giang Ánh Đào đã đi tới trước mặt tiền lão gia, bên cạnh cô đi theo vài thành viên tổ đột kích cục đặc chiến, chỉ cần Cốc An Quốc lên tiếng tỏ thái độ, cô liền lập tức hạ lệnh lôi đám người tiền lão gia ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Cốc An Quốc. Một lát sau, Cốc An Quốc ngẩng đầu lên, được, tôi cho ông 10 phút. Lời vừa dứt, thanh âm ào ào vang lên khắp hội trường. Quyết định của Cốc An Quốc có chút ngoài dự liệu của mọi người. Cốc tiên sinh thế nhưng cho tiền lão ra cơ hội làm chuyện. Điều này có thể được hiểu là Cốc tiên sinh quả thật không hoàn toàn tin tưởng Sở Trần. Kỳ thật cũng không khó lý giải lựa chọn của Cốc tiên sinh. Nếu tiền lão gia thật sự có cái gì mãnh liệt bị ông ấy ngăn cản,
sau đó Tiền lão gia thông qua các kênh khác tiết lộ ra, Cốc tiên sinh sẽ gặp phải không ít chỉ trích của dư luận. À, suy cho cùng còn không phải là vì chính ông ta, ở trường hợp này đáp ứng yêu cầu của Tiền lão gia, vậy cùng đánh vào mặt Sở Trần có gì khác nhau? Nghị luận sôi nổi, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhìn cảnh tượng này, trầm mặt, Hoàng Ngọc, cháu cùng Sở Trần tiếp xúc thời gian dài nhất, nhưng đã từng nghe qua Sở Trần có chuyện đen tối chưa? Hoàng Phủ Hoàng Ngọc trầm ngâm một hồi, chợt ngữ khí kiên định, Sở Trần nhân cách đối nhân xử thế, đều có danh tiếng, tuyệt đối không tồn tại chuyện đen tối gì. Hoàng Phủ Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người ông cháu Tiền thị đã cất bước lên đài. Toàn bộ hội trường dần dần im lặng, Tiền lão ra vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói, tôi cùng Sở Trần có một cái đánh cược, tôi thua, cho nên, tối nay, đầu tiên thực hiện tôi cược ước của tôi, nói một tiếng với Sở Trần, thực xin lỗi. Tiền lão ra trong lúc bất chợt khẽ khom người về phía Sở Trần, khóe miệng khẽ nhếch lên, Sở Trần, thực xin lỗi. Sở Trần nhướng mày lên, Tiền lão ra mỉm cười ngẩng đầu lên, thật sự rất xin lỗi, tối nay, có một số việc, giấu không được. Nói xong, Tiền lão ra nhìn về phía mọi người dưới đài, trong lúc bất chợt nói một câu, mọi người hiểu rõ Sở Trần chứ? Mọi người sửng sốt một chút, không rõ vì sao Tiền lão ra lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Mấy ngày nay, Sở Trần giành được chức quán quân sư vương tranh bá, đánh bại cường giả Nam Mỹ Triệu Phương Tuyền, văn đấu càng là kỹ xảo kinh hãi bốn tòa, càng ngày càng có nhiều người hiểu rõ vị thanh niên văn võ song toàn này, thậm chí có người phát ra tiếng nói của Sở Trần là văn võ trạng nguyên đương đại. Những gì mọi người nhìn thấy chỉ là bề ngoài. Tiền lão gia sau đó nói, mọi người đều biết thân phận của Sở Trần, con rể ở rể Tống gia Thiền Thành, cho nên, không ai hiểu rõ Sở Trần hơn người Tống gia. Đáng tiếc, có vài người lựa chọn chôn vùi chân tướng, thậm chí là giúp người xấu làm điều ác, tiếp tay cho giặc, mà chính nghĩa thật sự, lại bởi vì đắc tội Sở Trần, bị Tống gia phong sát. Tiền lão gia cười nhìn thoáng qua đám người Tống Trường Thanh, kế tiếp, 14 người vợ chồng Tống Vân con gái đầu của Tống gia cùng vợ chồng nhị tiểu thư Tống Tình lên đài. Tôi nghĩ, mọi người nhất định đối với sự thật về Sở Trần mà bọn họ nói sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vừa dứt lời, sắc mặt đám người Tống Trường Thanh đột nhiên biến đổi. Quả nhiên là như vậy, bọn họ phải làm ầm ĩ về thân phận Sở Trần. Thần sắc Tống Nhan lúc này trầm xuống. Chứng minh thư của Sở Trần là giả, người Tống gia đều biết chuyện này, chỉ là, thời gian quá dài, cũng không có người để ý chuyện này. Tống Nhan từng nhắc nhở Sở Trần đến đồn cảnh sát báo mất chứng minh thư của mình. Nhưng sau đó chuyện xảy ra quá nhiều, cô cũng không truy hỏi Sở Trần đến tột cùng có đi làm chuyện này hay không. Sở Trần thật, con người Nam Cung Quân nhìn mấy người đã đi lên đài cao, thần sắc toát ra một trận chơi đùa. Cô cư nhiên cũng có chút chờ mong. Vợ chồng Lâm Tín Bình và vợ chồng Trương Kiếm nắm tay nhau bước lên đài cao. Dưới đài không ít thần sắc đều trở nên quái dị, đồng thời có người nhìn về phía đám người Tống Trường Thanh. Buổi lễ trao giải tối nay dường như có khuynh hướng trở thành một bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình. Tống gia hai phe cánh, muốn xé nhau sao? Tống Tà Dương và Tô Nguyệt Nhàn trông vô cùng ảm đạm, nhìn hai người con gái và con rể đã đứng trên bục cao. Tiền lão gia tử đưa micro cho Tống Vân. Tống Vân thần sắc vô cùng bình tĩnh, cô không có liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, mà là ánh mắt nhìn về phía những người còn lại Tống gia, có một số việc, hôm nay tôi nhất định phải ngả bài. Ánh mắt của cả hội trường đều tụ tập trên người Tống Vân. Ngả bài, hắn muốn ngả ra loại bài gì? Con người Giang Ánh Đào vô cùng nghi hoặc, nhìn mấy người Tống Vân gần trong gang tấc, sau đó theo bản năng ghé mắt nhìn đám người Tống Trường Thanh, thấy đám người Tống Trường Thanh thần sắc âm trầm, vẻ mặt Giang Ánh Đào không khỏi ngưng động một chút, trong lòng nghẹn lại, chẳng lẽ người Tống gia biết Tống Vân sắp muốn nói cái gì? Trên người Sở Trần thật sự có bí mật gì sao? Tống Vân, Tống Trường Thanh không khỏi tái mét. Trầm giọng hét lớn, con xuống đây, đừng ở trên nói bậy. Tôi lấy sinh mạng của mình bảo đảm, mỗi câu tiếp theo tôi nói là hoàn toàn đúng sự thật. Tống Vân ngước mắt đảo qua toàn hội trường, đầu tiên, Tống Vân tôi cùng em gái Tống Tình, bắt đầu từ giờ khắc này, chính thức tách rời Tống gia, hai chúng tôi từ nay về sau, cùng Tống gia không còn bất kỳ liên quan gì, hy vọng mỗi người ở đây, cùng chứng kiến. Tống Tình gật gật đầu, nắm tay Trương Kiếm, ánh mắt kiên định. Lúc bọn họ lựa chọn đứng ở nơi này, liền triệt để cùng nhà mẹ đẻ của mình đối lập, hơn nữa còn là, không đội trời chung, nước lửa bất dung. Cho nên tối nay, họ càng tận lực dẫm đạp Tống ra. Đây chỉ là sự khởi đầu. Tống Tà Dương tức giận đến cả người đều phát run, chỉ vào Tống Vân, không nói được lời nào. Các phóng viên truyền thông ở đây đều kích động,
chỉ dựa vào những lời này của Tống Vân, cũng đã là tin tức lớn rồi. Hiện giờ Tống gia ở Thiền Thành như mặt trời ban trưa, nhưng lại đột nhiên xuất hiện tin tức hai con gái gả ra ngoài muốn cùng Tống gia đoạn tuyệt, tự nhiên khiến người ta tò mò nội tình trong đó. Quá đáng, Tống Thu cũng phẫn nộ tách rời Tống gia. Tống Thu tôi cũng không có chị như hai người. Hiện trường ồn ào, Cốc An Quốc đã đứng ở một bên, giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú vào trận, náo loạn, trên đài cao này. Cốc tiên sinh, ngài không nên để họ lên nắm quyền. Một đạo thanh âm vang lên, chính là Sở Khai Bình, bất luận bọn họ sẽ nói cái gì, làm như vậy, không chỉ phá hủy toàn bộ nghi thức phong tặng danh hiệu huy chương, càng thêm không tôn trọng đối với Sở Trần. Cốc An Quốc ghé mắt nhìn thoáng qua, hắn quen biết Sở Khai Bình, Cốc An Quốc ở các giới Trung Quốc đều có thân phận địa vị nhất định, nhưng mà, đối mặt với Sở Khai Bình, Cốc An Quốc vẫn không dám chậm trễ. Hắn biết Sở Khai Bình là một nhân vật quan trọng trong bộ phận hành động đặc biệt của Trung Quốc. Hơn nữa, phía sau Sở Khai Bình còn có một siêu cấp gia tộc ngay cả hắn cũng không chạm tới. Tôi cũng là vì danh hiệu huy chương này mà có trách nhiệm. Cốc An Quốc bất đắc dĩ nói, nếu như Sở Trần thật sự có cái gì, huy chương danh hiệu ban cho hắn, sẽ gây ra oanh động lớn hơn, cho nên tôi hy vọng ngài hiểu. Sở Khai Bình không nói gì nữa. Hắn cùng Cốc An Quốc chỉ là quen sơ, cho nên mới có thể nhắc nhở một câu vào lúc này. Cốc An Quốc vẫn kiên trì lựa chọn của mình, Sở Khai Bình cũng sẽ không nói gì nữa. Tống Vân hắng cổ họng một chút, hiện trường lại an tĩnh lại. Tiếp theo, tôi nói một chút lai lịch của Sở Trần. Tống Vân nói 5 năm trước, một đêm, Tống Nhan cầm bằng lái xe vừa lấy được, lên đường, không ngờ lại đụng phải một người. Người này, chính là con rể ngốc Tống gia nổi danh toàn thành, Sở Trần. Có một tiếng ồn ào rất nhỏ ở đây. Ngốc, rất nhiều người đều biết Sở Trần thời gian gần đây nổi danh khắp nơi, cũng không biết hắn từng là một kẻ ngốc. Nói rõ hơn một chút, lúc ấy Tống gia đang ở thời kỳ sóng gió, gặp phải nguy cơ cực lớn, buồn cười chính là, hy vọng của mọi người Tống gia đều ký thác vào trên người một đạo sĩ cùng một kẻ ngốc. Đạo sĩ nói, chỉ cần kẻ ngốc vào Tống gia, nguy cơ Tống gia liền có thể dễ dàng giải quyết. Yêu cầu hoang đường như vậy, Tống gia lại đáp ứng. Thanh âm Tống Vân giống như từng viên đạn bắn ra, đồng thời lay động hiện trường, lại càng muốn kích nổ toàn bộ mạng lưới. Sở Trần thì ra là một kẻ ngốc, tôi là người Thiền Thành, tôi có thể chứng minh Sở Trần quả thật làm con rể ngốc Tống gia ngốc đã lâu, chỉ là gần đây đột nhiên mở mang đầu óc. Tôi cũng là người Thiền Thành, nhưng tôi còn thật sự không biết Sở Trần vào Tống gia còn có một nguyên nhân như vậy. Cốc An Quốc nhướng mày, đây chính là chuyện đen tối của Sở Trần. Tống Vân sau đó mở miệng nói chuyện. Chớp mắt 5 năm trôi qua, trong 5 năm, Tống gia quả thật đã hóa hiểm thành an, dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng mà, ngay khi thời hạn 5 năm do đạo sĩ chỉ định trôi qua, Sở Trần thức tỉnh rồi. Tống Vân cười đùa, thật đúng giờ. Lại xảy ra một vài chuyện tiếp theo, tôi nghĩ rất nhiều người ở đây đều rõ ràng, cho đến tối nay, Sở Trần sắp được trao vinh dự như vậy, tôi không có cách nào không nói ra chuyện này. Từ đầu đến cuối, đây đều là âm mưu do đạo sĩ cùng Sở Trần bày ra. Bắt đầu từ tai nạn xe cộ, từng bước đưa nanh vuốt của bọn họ về phía Tống gia. Tống gia vốn đang gặp nhiều nguy hiểm, bởi vì một kẻ ngốc ở rể liền hóa hiểm thành an. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của họ. Tống Vân lạnh lùng nói, bọn họ ý đồ thông qua lừa gạt Tống gia, nắm trong tay Tống gia, lại lấy Tống gia làm bàn đạp, phòng thủ nghiêm ngặt, lừa gạt tất cả mọi người. Ánh mắt Tiền Bộ Thiệu tràn ngập trêu chọc nhìn Sở Trần. Hắn là người cười cuối cùng. Thiền Thành bao nhiêu người bại trong tay Sở Trần, vì một màn đêm nay, hắn cùng ông nội âm thầm chuẩn bị không ít, chỉ là không nghĩ tới, những chuẩn bị khác đều không dùng được, Sở Trần liền trực tiếp dứt khoát lưu loát thừa nhận sự thật chứng minh thư giả. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Ánh mắt Tiền lão gia nhìn về phía Cốc An Quốc đứng ở một bên thần sắc âm trầm vô cùng. Cốc An Quốc lộ vẻ phẫn nộ, vì lễ trao huy chương đêm nay, hắn từ chối tất cả công việc, bởi vì thực lực Sở Trần bày ra. Là người mà Cốc An Quốc cho rằng xứng đáng nhất với sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc từ khi tiến hành đến bây giờ. Nhưng không nghĩ tới, đây lại là một hồi lừa đảo. Cốc An Quốc chậm rãi cất bước đi lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Trần, thần sắc Sở Trần vẫn thản nhiên như trước, điều này làm cho ánh mắt Cốc An Quốc lửa giận càng thêm thịnh, cậu tựa hồ tuyệt đối không bởi vậy mà cảm giác được xấu hổ. Nếu như anh ta còn có một chút xấu hổ, sẽ không làm ra loại chuyện này. Tống Vân cười nhạo. Lâm Tín Bình đánh giá Sở Trần, tôi rất tò mò thân phận thật sự của hắn là cái gì, hắn mạo hiểm thân phận, Sở Trần, này,
có phải là bởi vì thân phận thật sự của hắn không thể nhìn thấy ánh sáng hay không? Nói không chừng còn có thể là kẻ giết người gì nữa. Lâm Tín Bình, anh đừng miệng máu phun người. Tống Thu nhịn không được, tức giận mắng. Tôi có phải là người phun máu hay không? Cảnh sát đến nói mới tính. Khóe miệng Lâm Tín Bình nhếch lên, từ thời khắc Tiền lão ra lên đài, tôi đã báo cảnh sát rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người Tống gia không khỏi trầm xuống. Hơn nữa, Lâm Tín Bình chỉ vào Tống Thu, suy cho cùng, tôi cũng từng là anh rể của cậu, không biết lớn không, có phải cậu là đồng lõa của Sở Trần không? Lâm Tín Bình tận lực nhấn mạnh hai chữ, đã từng, tỏ vẻ bọn họ đã cùng Tống gia không có bất kỳ quan hệ gì. Bắt đầu từ tối hôm nay, bọn họ cùng Tống gia triệt để cắt đứt quan hệ. Không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Chị em Tống Vân đứng ở một bên, không có bất kỳ một câu nào. Thái độ của họ cũng đã trở nên rõ ràng. Tô Nguyệt Nhàn tức giận đến cả người đều phát run, cuối cùng không có cách nào đứng vững, được Tống Tả Dương đỡ ngồi xuống. Giờ phút này, trên mạng đã nóng. Sở Trần là giả, hắn đến tột cùng là người nào? Tin tức kinh thiên A. Phi, tôi thế nhưng còn Colonel Sở Trần là thần tượng, tôi bị mù rồi. Ai có thể nghĩ được, Sở Trần lại là một tên lừa đảo. Tống gia còn là đồng lõa, đều bắt tất cả đi, ác có ác báo. Tại hiện trường, người của cục đặc chiến đang duy trì trật tự. Dương Ôn Hổ giờ phút này cũng ở hiện trường, lạnh lùng nhìn Sở Trần, hồi tưởng lại hình ảnh ở Bắc Trần, Dương Ôn Hổ hận không thể tự mình lấy còng tay ra, khóa Sở Trần lại. Tôi xem anh kiêu ngạo như thế nào. Dương Ôn Hổ hừ lạnh một tiếng. Bên kia, con người Giang Ánh Đào vẫn nhìn chăm chú vào Sở Trần, lẩm bẩm, đây là nguyên nhân anh vẫn không muốn gia nhập cục đặc chiến sao. Nhưng nếu anh nói thẳng với tôi, mặc kệ khó khăn như thế nào, tôi cũng sẽ giúp anh. Giang Ánh Đào khẽ mím môi, tình huống trước mắt này, cô cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể giúp Sở Trần thoát khỏi cảnh khó khăn, chỉ có thể yên lặng quan sát tình hình. Điện thoại của Giang Ánh Đào rung lên, Tư Đồ Tĩnh gọi điện thoại. Chị Đào, em tra được vị trí của Thiên Cơ Huyền Đồ rồi. Thanh âm Tư Đồ Tĩnh hưng phấn, ánh mắt Giang Ánh Đào đột nhiên sáng lên. Đúng lúc này, trên mạng ngầm, có một đoạn video ngắn đã được tải lên. Vẫn là cảnh tượng giống nhau, dưới ánh đèn mờ ảo, một bức Thiên Cơ Huyền Đồ đặc biệt nổi bật. Thanh âm khàn khàn có thể thay đổi, tối nay, ai giết Sở Trần, liền lập tức có thể đạt được Thiên Cơ Huyền Đồ. Tối nay, Giang Ánh Đào đột nhiên nắm chặt điện thoại. Không do dự, Giang Ánh Đào lập tức nói tin tức cho, điếu giả. Chờ đợi tiền bối, điếu giả, phản hồi, con người Giang Ánh Đào lại một lần nữa nhìn về phía đài cao. Chỉ mong thân phận của hắn, không phải quá mức khó giải quyết. Giang Ánh Đào trong lòng có đại khái kế hoạch, có lẽ có thể lợi dụng Thiên Cơ Huyền Đồ để giúp Sở Trần vượt qua cửa ải khó khăn này. Hội trường dần dần im lặng, Cốc An Quốc nhìn Sở Trần, cậu còn chuyện gì muốn nói không? Cửa lớn hội trường bị đẩy ra, không ít người mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Không liên quan đến Sở Trần, một đạo thanh âm chợt vang lên, Tống Nhan đi về phía đài cao, con người bình tĩnh, kiên định. Không sai, chứng minh thư của Sở Trần là giả, nhưng mà, tất cả những chuyện này không liên quan đến Sở Trần. Tống Nhan mở miệng nói, lúc ấy Sở Trần bị tôi đụng phải, còn nằm ở bệnh viện, chứng minh thư giả của anh ấy là tôi nhờ người đi làm, toàn bộ quá trình đều không liên quan đến anh ấy. Vừa dứt lời, Tiền Bộ Thiệu không khỏi nở nụ cười, Tống Tam tiểu thư, những lời này của cô, giữ lại nói với cảnh sát đi. Câm miệng lại, Sở Trần nhìn lướt qua Tiền Bộ Thiệu. Sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh Tống Nhan, cầm tay Tống Nhan, yên tâm, không có việc gì. Tiền Bộ Thiệu có hứng thú, ha hả cười, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói chính là các người. Một đạo thanh âm thanh thúy không linh truyền đến, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn qua. Một bộ đồ trắng uyển chuyển đi lên, đôi mắt đẹp của Nam Cung Quân đảo qua, các người đều rất muốn biết thân phận của Sở Trần sao. Được chứ, để tôi nói cho các người biết. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, ngay cả màn đạn nhanh chóng quét qua video livestream trong nháy mắt này đã xóa sạch. Tất cả mọi người đang chờ đợi lời nói của Nam Cung Quân. Kể cả người Tống gia, đều theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Bọn họ đều biết, chứng minh thư của Sở Trần là giả, thế nhưng, Nam Cung Quân là sư phụ của Sở Trần, lại hoàn toàn là thật. Người Tống gia cũng đều muốn biết, Sở Trần là ai. Nam Cung Quân dừng một chút, con ngươi nhìn sang một bên. Một người đàn ông mặc Âu phục đi tới, thân hình thẳng tắp, thần sắc cương nghị. Đồng tử mọi người nhao nhao co rụt lại.
đây là tổng giám đốc khách sạn Hoa Đằng, Tô Khải Minh. Có người kêu lên, khách sạn Hoa Đằng là bảng hiệu của ngành khách sạn Trung Quốc. Các chi nhánh của Hoa Đằng trải rộng trên khắp các thành phố lớn trên cả nước, Thiền Hoa Đằng Thành, Hoa Đằng Dương Thành vân vân. Mà người trước mắt này, là người sáng lập khách sạn Hoa Đằng. Hoa Đằng, chính là ở trong tay hắn phát triển. Tối nay Tô Tổng sao cũng tới đây. Tâm tình Tô Tổng có chút kích động, nhưng cũng có thể lý giải, ở Hoa Đằng xảy ra loại chuyện này, thật sự quá xui xẻo. Tôi có một phỏng đoán táo bạo. Mẹ kiếp, Tống Thu đột nhiên kinh hô, lúc Thần Tiên tỷ tỷ muốn công khai thân phận anh rể, lão Tổng Hoa Đằng xuất hiện, chẳng lẽ là từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú qua, Tô Khải Minh bước lên đài cao, ánh mắt quả thật vẫn nhìn chăm chú vào Sở Trần, đi tới trước mặt Sở Trần, đột nhiên khom người, thanh âm cung kính, chào thiếu gia. Âm thanh như sấm sét, ngay cả Sở Trần cũng có chút bối rối. Hoa Đằng, cũng là sản nghiệp của nhà mình a. Nói thật, Sở Trần cũng không biết sản nghiệp gia tộc nhà mình cụ thể liên quan đến bao nhiêu ngành nghề, ví dụ như Hoa Đằng, trong ngành khách sạn Trung Quốc có thể nói là tồn tại giống như quái vật khổng lồ. Dưới ánh đèn sân khấu, lão Tổng Hoa Đằng Tô Khải Minh lại càng là nhân vật có ảnh hưởng lớn, không nghĩ tới, Hoa Đằng cũng là một trong những doanh nghiệp gia tộc của Sở gia. Nụ cười trên khuôn mặt Tiền Bộ Thiệu ngưng động lại, khoảng cách giữa hắn và Sở Trần gần nhất, rõ ràng nhìn thấy Tô Khải Minh khi đối mặt với Sở Trần toát ra phần tôn kính kia. Thiếu gia, Tô Khải Minh sao lại gọi Sở Trần là thiếu gia? Đôi mắt Tiền lão gia đột nhiên mở to. Ông ta nghĩ đến một khả năng. Hoa Đằng căn bản không thuộc về Tô Khải Minh, mà cha mẹ Sở Trần mới là chủ nhân thật sự của Hoa Đằng. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, Tiền lão gia đột nhiên lắc đầu, không thể nào. Cả hội trường không ít người cơ hồ đồng thời nghĩ đến ba chữ, không thể nào. Nếu Sở Trần thật sự là thiếu gia Hoa Đằng, hắn còn cần phải vào Tống gia. Làm con rể ở rể Tống ra sao? Khách sạn Hoa Đằng trải rộng khắp Trung Quốc, thực lực tổng hợp lại mạnh hơn Tống ra rất nhiều. Nhưng những lời này của Tô Tổng, đại diện cho cái gì? Không ít người đều ngơ ngác, trong mắt Tống Thu mở to tròn, chẳng lẽ anh rể thật sự là con cháu nhà giàu, chỉ là thèm muốn sắc đẹp của chị ba tôi, phi. Chớ có nói hưu nói vượn, Tô Nguyệt Nhàn chừng hắn một cái, lập tức con người mang theo vài phần phức tạp nhìn Sở Trần. Người Tống gia đều hiểu rõ, qua đêm nay, Sở Trần sẽ khác. Anh không chỉ là con rể ở rể Tống gia nữa. Thiếu gia Hoa Đằng, nếu Sở Trần thật sự là thân phận này, vậy đêm nay một kiếp này, coi như là bình an vượt qua. Chỉ là, không biết sau khi thân phận của anh bị vạch trần, còn có thể ở lại Tống gia hay không, mấy người Tống gia thần sắc khác nhau. Trên đài cao, tay Tống Nhan cùng 10 ngón tay Sở Trần siết chặt, giờ phút này bàn tay ngọc trắng nõn khẽ run lên một chút. Tâm tình cũng không bình tĩnh. Sở Trần rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt mỉm cười, vị này là thiếu phu nhân. Tô Khải Minh lập tức cung kính gật đầu, xin chào thiếu phu nhân. Sở Trần nhìn Cốc An Quốc một cái, lắc đầu, không cần, tôi không xứng. Cốc An Quốc nhất thời có loại cảm giác hai má nóng bỏng, sâu trong nội tâm cũng có một cỗ lửa giận, nhưng, hắn không dám nổi giận. Dưới đài, Dương Ôn Hổ vẫn nhìn chăm chú tất cả những chuyện này lúc này phục hồi tinh thần lại. Nhìn Sở Trần, chua xót mở miệng, kiêu ngạo cái gì, suy cho cùng, không phải là một phú nhị đại. Tất nhiên là anh không xứng. Lúc này, một đạo thanh âm chợt vang lên. Diệp Yên đi về phía Sở Trần, trầm giọng mở miệng nói, tôi mặc kệ anh là thân phận gì, thế nhưng, anh giả mạo chứng minh thư, lại là sự thật. Ngay cả khi anh có tiền hơn, anh có thể vượt qua pháp luật. Vù vù vù, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người Diệp Yên. Đây là một người phụ nữ điên. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu không ít người chính là điều này. Cho dù là Cốc An Quốc, đều lựa chọn bỏ qua vấn đề chứng minh thư giả của Sở Trần vừa rồi, càng không ai đề cập tới, dù sao cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì, không an dám vào lúc này lại đờ eo trêu chọc Sở Trần. Nhưng Diệp Yên thế nhưng đứng ra, lại nhắc đến vấn đề này. Thừa dịp cảnh sát ở tại hiện trường, xin Sở thiếu gia cho một lời giải thích đi. Diệp Yên gằn từng chữ, đôi mắt sắc bén. Mang theo vài phần điên cuồng. Qua đêm nay, cô càng thêm không có cách nào đối phó Sở Trần. Mặc dù nghiên cứu kỹ vấn đề thân phận giả cũng không thể làm gì Sở Trần, nhưng đến tình trạng này, cho dù là ghê tởm Sở Trần một chút, cô đều phải toàn lực ứng phó. Ngọc Hằng là Sở Trần hại chết, cô và Sở Trần không chết không thôi. Dương Ôn Hổ mỉm cười, mắt lộ ra tán thưởng, tôi bội phục dũng khí của tiểu thư này, hơn nữa, cô ấy nói đúng. Không có bất kỳ người nào có thể áp đảo pháp luật, Sở Trần giả mạo chứng minh thư, nên đưa ra lời giải thích, tiếp nhận trừng phạt,
tiền cũng không phải tất cả. Ánh mắt Sở Trần cùng Diệp Yên nhìn nhau. Hội trường yên tĩnh, Vân là để tôi giải thích vấn đề này. Bên cạnh, lại một đạo thanh âm vang lên. Ánh mắt Dương Ôn Hổ nhìn qua, thần sắc biến đổi, Sở đội trưởng. Ánh mắt của đông đảo thành viên cục đặc chiến ở đây đều nhao nhao nhìn qua. Bọn họ đều biết thân phận Sở đội trưởng, thân phận đội trưởng của hắn, cũng không phải đội trưởng cục đặc chiến bình thường, mà là đội trưởng Thiên Võng Điện. Sở, con người Giang Ánh Đào đột nhiên mở to, chẳng lẽ Sở đội trưởng cùng Sở Trần, là người một nhà? Sở Trần cũng rất nhanh cho Giang Ánh Đào đáp án, sau khi Sở Khai Bình đến gần, Sở Trần hô một tiếng, nhị thúc. Hơn nữa cùng Tống Nhan giới thiệu Sở Khai Bình. Người nhà Sở Trần, thân sắc Tống Nhan có chút câu nệ, thân phận người đàn ông trước mắt này rõ ràng không đơn giản. Hắn dĩ nhiên là nhị thúc của Sở Trần. Chào nhị thúc, Tống Nhan hô một tiếng. Sở Khai Bình cười, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Diệp Yên, cô gái. Nếu cô đã cố chấp với vấn đề chứng minh thư giả của Sở Trần như vậy, vậy, tôi sẽ cho cô đáp án. Sở Trần giả mạo chứng minh thư, là bởi vì cậu ấy gánh vác nhiệm vụ, Sở Trần còn có một tầng thân phận. Cậu ấy là thành viên của tổ hành động đặc biệt Trung Quốc. Lời vừa dứt, toàn trường một trận xôn xao. Sắc mặt Dương Ôn Hổ khẽ biến. Đồng tử Giang Ánh Đào cũng mở to. Sở Trần sớm đã là một thành viên của cục đặc chiến. Hừ, khó trách 5 lần 7 lượt từ chối, không muốn gia nhập cục đặc chiến. Giang Ánh Đào lẩm bẩm, thế nhưng còn giấu giếm tôi. Sở Khai Bình trên mặt nở cười, lại mở miệng lần nữa, xa không đề cập tới. Chỉ có hành động, cấm địa, đêm qua, chính là Sở Trần một tay chủ đạo. Các thành viên cục đặc chiến ở đây cảm giác trong đầu có đạn pháo nổ tung, tất cả đều ngỡ ngàng. Hành động, cấm địa, do một mình Sở Trần chủ đạo. Như vậy, Sở Trần là, đôi mắt hoa đào xinh đẹp động lòng người của Giang Ánh Đào mở to tròn trịa, trong đầu vô số hình ảnh hiện lên. Một giây sau, hai má Giang Ánh Đào đỏ lên, có loại cảm giác xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Cô gần như chắc chắn. Sở Trần, chính là, điếu giả. Mấy ngày nay, cô cũng không chỉ một lần tôn xưng Sở Trần là tiền bố ồ, điếu giả, lại ở trước mặt Sở Trần miêu tả thần bí Thiên Võng Điện, không biết, Sở Trần chính là, điếu giả. Điều này, Giang Ánh Đào nhìn không được trừng mắt nhìn Sở Trần một cái, tên này che giấu quá kỹ khi lấy thân phận, điếu giả cùng cô liên lạc, tên này nhất định là đang cười trộm đi. Giang Ánh Đào càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Bên kia, Dương Ôn Hổ cả người giống như pho tượng không nhúc nhích. Sở Trần là, điếu giả. Dương Ôn Hổ có cảm giác lạnh thấu tim, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình suýt nữa còng tay khóa, điếu ra, sắc mặt Dương Ôn Hổ trực tiếp trở nên trắng bệch. Vạn Băng Sơn cũng có mặt tại hiện trường, lúc này, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Giờ phút này, trên mạng cũng bàn tán sôi nổi. Cư dân mạng bình thường tuy rằng không biết Sở Khai Bình đang chỉ đến tầng thân phận, điếu giả, này của Sở Trần, nhưng mà, hành động cấm địa bọn họ đều biết, sáng nay vừa mới tuyên bố, mấy thế lực lính đánh thuê đến từ nước ngoài ý đồ làm loạn ở Thiền Thành, bị một hồi hành động cấm địa như sấm sét quét sạch. Mà Sở Trần lại chủ đạo trận, hành động cấm địa, này. Sở Trần không chỉ là con cháu hào môn, mà còn là một thành viên của tổ hành động đặc biệt Trung Quốc, trời ạ, chồng. Giả mạo chứng minh thư, chỉ là vì thuận tiện hành động mà thôi, người khác vốn không muốn bày ra, nhưng đối phương hùng hổ bức người a. Đêm nay những người muốn xem trò cười của Sở Trần, hiện tại phỏng chừng đều đứng ngồi không yên đi. Hội trường, Diệp Yên thần sắc tái nhợt, thân hình lảo đảo một chút. Trong con người của cô bắt đầu khởi động không cam lòng, nhưng không thể làm gì được, một lát sau, xoay người rời đi. Đám người Tiền lão gia cũng lập tức xám xịt chạy trốn khỏi hiện trường. Chật vật không chịu nổi. Dương Thành, trên đường, chị em Liễu gia đang chạy tới khách sạn Hoa Đằng, dừng lại bên lề đi. Liễu Mạn Mạn đột nhiên mở miệng, con người Liễu Thiên Thiên cũng vô cùng phức tạp, chị, chúng ta còn cần phải đi qua sao? Liễu Mạn Mạn lắc đầu, vẻ mặt cũng không bình tĩnh. Ai có thể nghĩ đến, thân phận phía sau của Sở Trần lại hiển hách như vậy. Đêm nay, không ai dám động đến Sở Trần. Liễu Mạn Mạn nói, mặc dù anh ta cự tuyệt danh hiệu sứ giả văn hóa Trung Quốc, hào quang trên người anh ta, không giảm mà ngược lại còn tăng. Chị nói, sau khi thân phận Sở Trần bị bại lộ, anh ta còn có thể dạy chị tuyệt kỹ song tiên nhập thần không? Liễu Mạn Mạn ngẩn ra, thật lâu sau, không trả lời, xua tay bảo tài xế quay đầu trở về. Bạch gia, nhanh, bảo tất cả sát thủ đi tới khách sạn Hoa Đằng đều rút lui. Bạch gia chủ giống to, chán ông ta đầy mồ hôi lạnh.
Bỏ qua đế quốc thương nghiệp phía sau Sở Trần không đề cập tới, mấy chữ tổ hành động đặc biệt của Trung Quốc cho dù cho ông ta lá gan to lớn, cũng không dám lại ám sát Sở Trần. Sắc mặt Bạch Mộ cũng tái nhợt, còn cầm điện thoại cha, mạng ngầm có video mới, người thần bí tay cầm thiên cơ huyền đồ kia, đêm nay muốn lấy tính mạng Sở Trần. Ai muốn lấy thì đi lấy, Bạch gia chúng ta không lấy nước đục này. Bạch gia chủ nổi giận gầm lên, có nghe thấy không? Ngươi chỉ biết chơi điện thoại cả ngày. Hội trường, Sở Trần nắm tay Tống Nhan đi xuống đài cao, hàng đầu tiên ngồi là đám người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, ánh mắt Sở Trần mang theo áy náy, lão gia tử, thật xin lỗi, tối nay làm cho ngài thất vọng. Danh hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc này của Sở Trần, ở một mức độ lớn là Hoàng Phủ Nguyên Cảnh thúc đẩy, chỉ là, từ lựa chọn đầu tiên của Cốc An Quốc, Sở Trần sẽ không tiếp nhận huy chương danh hiệu này nữa. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười ha ha, đứng lên, nhìn Sở Trần. Ông ta đã rất coi trọng Sở Trần, nhưng Sở Trần với trong tưởng tượng của ông ưu tú hơn nhiều. Không sao, cho dù ngươi không phải sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc, nhưng trong lòng mấy lão gia hỏa chúng ta, ngươi so với bất kỳ sứ giả nào còn lại ưu tú hơn. Tống tiểu thư, cô có được một người rất chồng tốt. Có người ở một bên trêu chọc một tiếng, khuôn mặt Tống Nhan có chút cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười. Sở Trần chú ý tới vẻ mặt Tống Nhan, nghĩ đến lời vừa rồi Sở Khai Bình nói. Sở Trần khẽ cười, nắm chặt tay Tống Nhan một chút, nhìn Tống Nhan, nháy mắt mấy cái, anh và nhị thúc sau sư vương tranh bá toàn quốc mớ ồ nhận ra. Tống Nhan ngẩn ra, lập tức sắc mặt đỏ lên, anh giải thích với em ta cái này làm gì, em cũng không để ý. Vừa rồi Sở Khai Bình nói Sở Trần bởi vì nhiệm vụ mà làm giả chứng minh thư, trong lòng Tống Nhan quả thật có một tia khúc mắc, nếu như Sở Khai Bình nói, Sở Trần thật sự ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận Tống gia. Hơn nữa chỉ là vì nhiệm vụ của anh, trong lòng Tống Nhan, tự nhiên sẽ có không vui. Nhưng cô không nghĩ tới, Sở Trần dĩ nhiên nhìn ra, còn nói một câu như vậy. Tống Nhan xấu hổ hất tay Sở Trần ra, đi tới bên cạnh Tô Nguyệt Nhàn. Sở Trần cũng đỡ eo tới, thần sắc mấy người Tống gia đều vô cùng phức tạp nhìn Sở Trần. Một lúc lâu sau, Sở Trần nghi hoặc nhìn Tống Thu, tiểu thu, cậu không phải là không nhận anh rể là tôi chứ? Tống Thu sửng sốt. Chợt lộ vẻ vui mừng, hô to mọt tiếng, anh rể. Khuôn mặt Sở Trần mỉm cười, nhìn về phía Tống Trường Thanh, lão gia tử, thật sự xin lỗi, cháu cũng không phải cố ý giấu giếm thân phận. Không cần nhiều lời, chỉ cần cháu đối đãi thật lòng với Nhan Nhan, mặc kệ thân phận của cháu là gì, cháu đều là con rể Tống gia. Tống Trường Thanh mỉm cười mở miệng, Sở Trần gật đầu, thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong tiệc rượu rồi, Tô Khải Minh đi tới. Sở thiếu chỉ sợ không có thời gian ăn. Một thanh âm truyền đến. Giang Ánh Đào đi tới. Nhìn thân thể thướt tha mê người này, thần sắc Sở Trần cũng có một tia xấu hổ, anh cũng không nghĩ tới nhị thúc lại công khai thân phận của anh như vậy. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần thật sâu, sau đó nói, đã tra được vị trí của thiên cơ huyền đồ, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, tôi đề nghị lập tức hành động. Đồng tử Sở Trần đột nhiên co rụt lại, chợt quay đầu lại, nhìn mấy người Tống Nhan, ánh mắt toát ra áy náy. Sở Trần, còn có việc thì đi đi, về nhà sớm một chút. Tô Nguyệt Nhàn vội vàng nói. Giang Ánh Đào và Sở Trần sóng vai sải bước rời khỏi khách sạn Hoa Đằng. Bên trong xe, con người Giang Ánh Đào vẫn nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần có chút không được tự nhiên, một lúc lâu sau, thật cẩn thận hô một tiếng, cô Đào. Không, tôi không dám làm điều đó, anh gọi tôi là Tiểu Đào đi. Giang Ánh Đào sâu kín nói, tiền bối, điếu giả. Sở Trần ho khan vài cái, sau đó chuyển đề tài, ách, thiên cơ huyền đồ ở nơi nào? Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần một cái, cũng không có nhắc lại chuyện về thân phận Sở Trần, ngược lại nghiêm nghị mở miệng nói, sau khi tập trung mục tiêu Hoàng gia, tôi cùng Tĩnh Nhi 24 giờ không gián đoạn giám sát Hoàng gia, tối nay tiền lão gia tử làm khó dễ khiến anh em Hoàng gia lộ ra chân tướng. Giang Ánh Đào lấy điện thoại di động ra, mở mạng ngầm ra, đưa cho Sở Trần xem. Đây là video anh em Hoàng gia vừa mới đăng tải, bọn họ muốn nhân lúc còn hot, thừa dịp tiền thị làm khó dễ, khiến anh đêm nay triệt để đặt mình vào chỗ chết. Tin tức Tĩnh Nhi đưa tới, thiên cơ huyền đồ, ngay tại Hoàng gia, tổ đột kích 9 đã ở ngoài Hoàng gia chờ lệnh. Sở Trần gật đầu, Hoàng gia, ân oán giữa anh và Hoàng gia, đêm nay cũng nên triệt để chấm dứt. Bóng đêm như mãnh thú, Hoàng gia, trong phòng, không khí lạnh như băng yên tĩnh. Hai anh em Hoàng Dương và Hoàng Vũ ngồi đối diện nhau, nội tâm lạnh như băng. Sau khi bọn họ quay xong video, tải video lên, vốn tràn đầy chờ mong,
lại không ngờ, sự tình lại đảo ngược. Ai có thể ngờ được, sau lưng vị con rể Tống gia này, lại là đế quốc thương nghiệp khổng lồ như thế. Hoàng Dương cảm giác nội tâm mình nặng nề đến cực hạn, đồng thời cũng có khủng hoảng vô tận lan tràn trong lòng. Từ khi hắn có thể dễ dàng để Ninh gia hỗ trợ, chúng ta sớm nên nghĩ đến, thân phận của hắn không tầm thường, khuôn mặt Hoàng Vũ cay đắng, hắn rất rõ, qua đêm nay, bọn họ cùng Sở Trần đã không thuộc cùng một cấp độ, đừng nói đối phó Sở Trần, bọn họ ngay cả tư cách bị Sở Trần nhìn thẳng cũng không có. Về phần vì Thiên Cơ Huyền Đồ đi giết Sở Trần, có lẽ còn có thể có người bí quá hóa liều, nhưng đêm nay thân phận Sở Trần bị bại lộ, đủ để cho người chín thành lui tâm tư kia. Em hai, Hoàng Dương đột nhiên đứng lên, video tối nay ghi lại vội vàng, em nói xem có ai nhìn ra cái gì không, tìm tới cửa, không đời nào. Hoàng Vũ vẻ mặt chắc chắn, trầm giọng mở miệng nói, chỗ đặt Thiên Cơ Huyền Đồ, ngay cả hoàng gia chúng ta cũng không có mấy người biết, người ngoài càng không có khả năng nhìn ra. Một chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa hoàng gia, Sở Trần xuống xe, trước mặt một người đàn ông cất bước đi tới, kính lễ với Sở Trần, Sở đội. Sở Trần sửng sốt một chút, anh nhận ra người đàn ông này, tổ trưởng tổ đột kích tổ chín cục đặc chiến, Tiếu Phong. Hành động, cấm địa, tối hôm qua, Tiếu Phong xuất lĩnh trong đó tổ chín tổ đột kích là quân chủ lực, Sở Trần đối với vị đội trưởng Tiếu Phong này ấn tượng cũng rất sâu. Đối với thành viên cục đặc chiến của chúng ta mà nói, Điện Thiên Võng là bộ phận cực kỳ thần bí, chúng tôi cũng không biết chức vị cụ thể của mọi người, cho nên bình thường đều gọi là đội trưởng. Giang Ánh Đào nhìn ra nghi hoặc của Sở Trần. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào một cái, vậy, sao cô không gọi? Ánh mắt Tiếu Phong nhìn Sở Trần mang theo vài phần nóng rực. Từ hành động bến tàu đến hành động cấm địa, hắn đã sớm khâm phục Sở Trần không thôi, thì ra, Sở Trần là cường giả đến từ Thiên Võng Điện, vậy khó trách. Tình hình bên trong thế nào? Sở Trần hỏi một tiếng, Tiếu Phong lập tức thẳng tắp thắt lưng, từ khi chúng tôi nhận được mệnh lệnh chạy tới nơi này, không có một người rời khỏi hoàng gia. Chị Đào, Tư Đồ Tĩnh lúc này cũng đi tới, con người lập tức rơn vào trên người Sở Trần, thần sắc cũng cung kính, Sở đội. Mọi người đừng quá khách khí, tôi cũng mới gia nhập Thiên Võng Điện chưa được mấy ngày. Sở Trần có chút không quen, lời vừa dứt, thần sắc đám người Tư Đồ Tĩnh càng thêm cung kính. Người khác đều là rèn luyện từ trong quân đội trước, sau đó tham gia tuyển chọn, mới có thể tiến vào cục đặc chiến, sau đó ở cục đặc chiến biểu hiện ưu việt, cuối cùng mới có cơ hội tiến vào Thiên Võng Điện, mà Sở đội, trực tiếp nhảy dù tiến vào Thiên Võng Điện. Ánh mắt Tiếu Phong vẫn nhìn chằm chằm Sở Trần, Sở đội cũng là cao thủ Vexai A. Tĩnh Nhi, cô có thể xác định vị trí cụ thể của Thiên Cơ Huyền Đồ không? Giang Ánh Đào hỏi. Tư Đồ Tĩnh quyết đoán gật đầu, bên trong đại sảnh hoàng gia có một gian mật thất dưới lòng đất, Thiên Cơ Huyền Đồ ở trong mật thất. Giang Ánh Đào nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần vung tay lên, hành động. Tiếu Phong lập tức nhận mệnh mà đi. Theo một tiếng ra lệnh, đội đột kích tổ chín cục đặc chiến, giống như thần binh trời giáng, tiến vào hoàng gia. Không ít con cháu hoàng gia trong giấc ngủ tỉnh giấc, bị đưa đến đại sảnh. Hoàng gia Hắc Diệu Đường vừa chuẩn bị phản kích, Tiếu Phong xuất hiện thân phận. Thành viên Hắc Diệu Đường nhất thời thành thật. Không đến 5 phút đồng hồ, Tiếu Phong mở cửa hoàng gia, từ bên trong đi ra, đứng ở cửa hoàng gia, kính cẩn chào Sở Trần, hoàn thành nhiệm vụ. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào liếc nhau một cái, hai người lập tức sóng vai đi vào hoàng gia. Hành động này, không chỉ có nghĩa là ân oán giữa Sở Trần và hoàng gia kết thúc, càng đại diện cho sự kiện Thiên Cơ Huyền Đồ ồn ào huyên náo, cũng sẽ hạ màn. Khi thân ảnh Sở Trần xuất hiện ở đại sảnh hoàng gia, tất cả mọi người hoàng gia đều bất ngờ. Sở Trần, Hoàng Tú Tú vô cùng bất ngờ, tối nay chuyện xảy ra ở đại khách sạn Hoa Đằng, Hoàng Tú Tú cũng chú ý, thân phận Sở Trần cũng khiến Hoàng Tú Tú chấn động vô cùng, đồng thời cũng âm thầm may mắn ngay từ đầu, anh trai liền dặn dò cô cùng cha, bất luận thái độ của những người khác hoàng gia là gì, dòng dõi bọn họ, tuyệt đối không thể trêu chọc Sở Trần, hơn nữa phải cùng Sở Trần duy trì hữu nghị. Hoàng Tú Tú không nghĩ tới Sở Trần dĩ nhiên lúc này xuất hiện ở hoàng gia. Cảnh sát đã hành động chống lại hoàng gia vào ban đêm vì điều gì? Hoàng gia đại đa số mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Hoàng Giang Hồng trầm mặt, nhìn Sở Trần, ánh mắt phức tạp. Sở Trần đi tới, nhìn lướt qua mọi người hoàng gia, cuối cùng nói với Hoàng Giang Hồng nói, Hoàng lão gia, hy vọng ông vẫn khỏe. Hoàng Giang Hồng hừ nhẹ một tiếng, chợt lạnh lùng mở miệng nói, Sở Trần. Làm người lưu lại một đường, hoàng gia tôi hôm nay đã nghèo túng đến tình cảnh này, cậu còn không chịu buông tha sao? Sở Trần nở nụ cười,
Hoàng lão gia, là tôi không chịu buông tha các người, hay là các người không chịu buông tha tôi? Sở Trần, cậu đây là có ý gì? Hoàng Vũ Trấn mở miệng. Sở Trần không trả lời. Một lát sau, Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đi vào đại sảnh, trong tay Giang Ánh Đào cầm một bức họa cuộn, tìm được rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt Hoàng Vũ và Hoàng Dương chợt đại biến. Sở Trần tiếp nhận bức tranh, lão gia tử, ông có biết đây là cái gì không? Hoàng Giang Hồng nhướng mày. Thanh âm Sở Trần từng chữ rơi xuống, thiên cơ huyền đồ. Một tiếng sét như san bằng đất. Hoàng gia tất cả mọi người thần sắc đều chấn động. Bọn họ đối với bốn chữ thiên cơ huyền đồ, tự nhiên không xa lạ gì. Trong khoảng thời gian này, có người dùng thiên cơ huyền đồ đổi lấy một mạng của Sở Trần, sớm đã là chuyện mọi người đều biết. Cảnh sát lại tìm được thiên cơ huyền đồ ở Hoàng gia. Hoàng Giang Hồng rất rõ ràng điều này có nghĩa là cái gì, thân hình lảo đảo một chút, cả người phảng phất già nua rất nhiều, một lúc lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người những người còn lại của Hoàng gia. Khi chạm vào vẻ mặt Hoàng Vũ cùng Hoàng Dương, Hoàng Giang Hồng nhất thời hiểu ra. Cơ nghiệp trăm năm của Hoàng gia, ngón tay Hoàng Giang Hồng run rẩy, chỉ vào hai người, liền, bị các người, hủy hoại. Dứt lời, trực tiếp thở gấp, hôn mê ngã xuống đất. Lúc này đã gần 4 giờ sáng, Giang Ánh Đảo vốn định tùy tiện tìm một căn phòng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, chờ trời sáng rồi mới trở về, không nghĩ tới mình vừa mới nằm xuống, Sở Trần liền tiến vào. Còn ngay cả đèn cũng không bật ở trên giường bên cạnh nằm ngủ. Hắn cố ý, hay là thực sự quá mệt mỏi, hoàn toàn không chú ý đến những chi tiết này. Giang Ánh Đào nhiều lần xác nhận, Sở Trần thật sự ngủ thiếp đi. Tên này, Giang Ánh Đào dở khóc dở cười, có một người đàn ông ngủ ở bên cạnh, tuy rằng là cùng phòng không cùng giường, nhưng Giang Ánh Đào buồn ngủ đã hoàn toàn không còn, lăn qua lăn lại. Trời sáng, một giấc ngủ này đặc biệt thoải mái, Sở Trần mở mắt ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt tiều tụy, mái tóc có chút lộn xộn không che giấu được vẻ đẹp mê người kia, Giang Ánh Đào vẻ mặt không nói nên lời nhìn chằm chằm anh. Tôi xem anh giải thích thế nào. Giang Ánh Đào hừ thầm một tiếng. Sở Trần ngồi dậy, sửng sốt. Một lúc lâu sau, Sở Trần nghi hoặc nhìn Giang Ánh Đào, cô Đào, cô sợ sao? Giang Ánh Đào, sao cô lại vào phòng tôi ngủ? Sở Trần xuống giường, được rồi, tôi tỉnh rồi, lát nữa gặp không đợi Giang Ánh Đào kịp phản ứng. Sở Trần đã mang thiên cơ huyền đồ nghiêng mình rời khỏi phòng. Trong phòng, Giang Ánh Đào ngây người nửa hồi mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi, tên này một chút phong độ cao nhân thiên võng điện cũng không có, quá vô sỉ. Căn phòng này rõ ràng là cô đến trước. Sở Khai Bình, Giang Ánh Đào vừa muốn xông ra tính sổ với Sở Trần, trong lúc bất chợt nghĩ đến giờ phút này trang điểm của mình có chút lộn xộn, sau khi tốn 20 phút ăn mặc, Giang Ánh Đào hùng hổ đi xuống tầng 1. Cô Đào. Cô cũng dậy rồi, uống trà. Khuôn mặt Sở Trần toát ra nụ cười ôn hòa. Thiên cơ huyền đồ đã một lần nữa mở ra trên giá vẽ, trên sofa bên cạnh còn có một người ngồi, Sở Khai Bình. Giang Ánh Đào con ngươi thần thái biến ảo một chút, cúi đầu về phía Sở Khai Bình, Sở đội. Ngồi xuống uống trà đi. Sở Khai Bình khoát tay áo, lập tức nói với Sở Trần nói, thế nào, có cách gì rồi sao? Sở Trần buông chén trà xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiên cơ huyền đồ. Một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu, nhị thúc, cháu cảm thấy, thúc cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Một bức đồ cổ không trọn vẹn, muốn sửa hoàn chỉnh trở lại, khó khăn quá lớn. Ngươi có biết tại sao ta chọn để ngươi hoàn thành nhiệm vụ này không? Sở Khai Bình mỉm cười nói, luận về kỹ năng hội họa, ngươi tuy rằng cũng là cấp bậc đại sư, nhưng mà, khoảng cách với họa tác của đại sư cao cấp nhất Trung Quốc, ngươi còn thiếu một chút sức nóng. Chẳng qua, thứ ngươi có được. Cũng là họa tác đỉnh cấp đại sư khác không có, ví dụ như, kỳ môn thuật. Nghe vậy, Sở Trần ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Sở Khai Bình, vừa mới theo bản năng muốn hỏi, đột nhiên nghĩ đến lai lịch của thiên cơ huyền đồ. Thiên cơ huyền đồ, xuất phát từ phái thiên cơ, tông phái kỳ môn từng có thể sánh vai với cửu huyền môn, bên trong thiên cơ huyền đồ, ẩn chứa môn thuật kỳ. Sở Trần quay đầu lại, lần nữa nhìn chằm chằm thiên cơ huyền đồ. Dài 10 mét, bố cục xảo diệu. Thoạt nhìn cũng không có bất kỳ dấu vết kỳ môn thuật nào, nhưng Sở Trần sau khi đổi góc độ suy tư, dần dần phát hiện ra chỗ huyền diệu trong đó. Ánh mắt Sở Trần đột nhiên sáng lên, xem ra, thiên cơ huyền đồ, không phải không thể sửa chữa phục hồi. Sở Khai Bình cười ha ha, Sở Trần là một người thông minh, hắn chỉ cần nhắc một chút, Sở Trần lập tức liền hiểu được đạo lý trong đó. Bọn họ hẳn là cũng sắp tới, ta còn có việc, vất vả cho ngươi rồi.
Sở Khai Bình uống xong trà trong chén, đứng lên, đúng rồi, Sở Khai Bình nhìn Sở Trần, cha mẹ người đang ở nước ngoài bàn chuyện kinh doanh, bọn họ nói, chờ vài ngày nữa bọn họ trở về, liền đến thăm ngươi, còn có, ngươi phải chuẩn bị kỹ, ý bọn họ, đã sẵn sàng nghỉ hưu rồi. Đồng tử Sở Trần đột nhiên co rụt lại, đây có phải là sự nghiệp cho anh không? Cháu không thể đủ khả năng đó. Sở Trần buông tay, Sở Khai Bình cười ha ha một tiếng, nếu ngươi muốn cự tuyệt, những lời này giữ lại nói với cha mẹ ngươi, ta đi đây. Đúng rồi, còn có một chuyện, tư lịch của ngươi ở Thiên Võng Điện tương đối thấp, cho nên ta điều động tổ điều tra 5 cục đặc chiến cùng với 2 thành đội viên đội đột kích tổ 9 cho ngươi, bọn họ sẽ là thuộc hạ trực hệ hành động sau này của ngươi. Sở Khai Bình hung hăng rời đi. Sở Trần ngây người, xin chúc mừng, Giang Ánh Đào cười tủm tỉm nói, thăng quan phát tài. Sở Trần bất đắc dĩ buông tay, kinh doanh tôi chỉ là người ngoài nghề. Sở Trần cũng không có nhiều lời, lực chú ý rất nhanh lần nữa rơi vào trên Thiên Cơ Huyền Đồ. Thời gian yên lặng trôi qua, Giang Ánh Đào phụ trách rót trà cho Sở Trần, làm một vài việc vặt. Vào buổi trưa, một chiếc xe đậu trước cửa biệt thự. Sở Trần đi ra ngoài nghênh đón. Lão gia tử, chào. Sở Trần cười đỡ Hoàng Phủ Nguyên Cảnh xuống xe, đi cùng còn có 2 người, ước chừng 60 tuổi, quần áo có phong cách cổ xưa. Để tôi giới thiệu, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười nói, Cung Trường An, Mộ Dung Tổ, 2 vị đều là đại sư hội họa đỉnh cao, lại là người phụ trách tranh cổ của Bảo tàng Quốc gia. Những năm gần đây, có không ít tranh cổ không trọn vẹn trong tay 2 vị đại sư khởi tử hồi sinh. Nguyên Cảnh lão sư đừng đề cao chúng tôi. Mộ Dung Tổ cười ha ha. Đánh giá Sở Trần, hiện tại chính là anh hùng xuất thiếu, 11 niên. 2 vị đại sư xin chào. Sở Trần nói, Cung Trường An cao cao gầy gò, từ sau khi xuống xe vẫn chắp 2 tay sau lưng, ngôn từ không tùy tiện, lúc này, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trước tiên xem Thiên Cơ Huyền Đồ đi. Lão Cung, tính tình ông cũng quá nóng nảy. Mộ Dung Tổ nói, Lão Cung, Sở Trần yên lặng nhìn thoáng qua 2 vị lao tiên sinh này. Một đoàn mấy người đi vào đại sảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cơ Huyền Đồ. Đồng tử Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đột nhiên co rụt lại, nhìn chăm chú vào Thiên Cơ Huyền Đồ, 2 tay theo bản năng run lên. Đây không phải là lần đầu tiên ông nhìn thấy Thiên Cơ Huyền Đồ. Lần trước, là 15 năm trước, 2 chân của ông cũng bởi vậy mà bị phế đi suốt 15 năm, nếu như không phải gặp Sở Trần, đời này ông chỉ sợ cũng không có khả năng đứng lên. Một lát sau, thần sắc Hoàng Phủ Nguyên Cảnh dần dần toát ra nghi hoặc. Bức Thiên Cơ Huyền Đồ này, so với những gì ông nhìn thấy 15 năm trước, tựa hồ có chút không giống nhau. Chỗ nào không giống, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh theo bản năng đến gần vài bước, ông xác nhận bức Thiên Cơ Huyền Đồ này là thật, thế nhưng, không có cỗ khí tức hung sát lúc trước nhìn thấy. Quả thực hồ đồ, bỗng nhiên, một đạo thanh âm giống như sấm sét vang lên. Cung Trường An nổi giận đùng đùng đi lên, lại liếc mắt nhìn Thiên Cơ Huyền Đồ một cái, lập tức quay đầu lại. Nhìn Sở Trần, đây chính là một bức tranh cổ, cậu cứ như vậy đặt nó tùy ý ở trên đại sảnh thoáng gió, cậu có biết thiệt hại đối với nó sẽ lớn bao nhiêu không? Sở Trần ngẩn ra, vừa định mở miệng, Cung Trường An đã lên tiếng lần nữa, ngữ khí không tốt, đây là kiến thức cơ bản nhất, cậu cư nhiên ngay cả cái này cũng không biết, tôi rất hoài nghi năng lực của cậu. Dứt lời, cả đại sảnh đều im lặng, Giang Ánh Đào trước tiên nhìn về phía Sở Trần, kiến thức cơ bản, lấy trình độ thư họa của Sở Trần. Cung Trường An nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã đối với Sở Trần. Giang Ánh Đào đột nhiên có chút lo lắng, với tính tình nóng nảy của Sở Trần, có thể trực tiếp đánh Cung Trường An gục xuống ngay tại chỗ hay không? Cung Lão Tiên Sinh xin yên tâm, chất liệu Thiên Cơ Huyền Đồ không giống với tranh bình thường, sẽ không bởi vì chỗ bày biện mà bị ảnh hưởng. Giang Ánh Đào vội vàng mở miệng, khóe miệng Cung Trường An nhẹ nhàng nhếch lên một chút, cô biết cái gì? Sở Trần nhôm mày lên. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ho khan một tiếng, chúng ta xem tranh trước đi. Đúng, xem Thiên Cơ Huyền Đồ trước đi. Mộ Dung Tổ cũng đi ra hòa giải, bức tranh cổ đại Trung Quốc này, tôi đã hâm mộ đã lâu, vẫn không có cơ hội tiếp xúc. Dứt lời, Mộ Dung Tổ cũng dẫn đầu đi về phía Thiên Cơ Huyền Đồ. Sở Trần, lại đây. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh vẫy tay. Sở Trần nhìn Cung Trường An một cái, lập tức đi về phía Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Thể diện lão gia tử vẫn phải cho. Cung Trường An lắc đầu, vừa đi về phía Thiên Cơ Huyền Đồ, vừa lẩm bẩm quả thực là phung phí của trời. Cung Trường An rất tự tin, bất kể là từ bất kỳ phương diện nào mà nói, ông đều hơn xa Sở Trần. Ở chỗ này, Sở Trần chỉ có thể xem như tiểu bối mà thôi,
ông mở miệng răn dạy vài câu, đương nhiên bình thường. Bất kể là bất kỳ chất liệu nào, loại tranh cổ này môi trường lưu trữ và đặt vô cùng hà khắc, hơi có chút xử lý không đúng cách, đều sẽ tạo thành tổn thất không thể bù đắp. Cung Trường An vừa nói, vừa đưa tay đi qua, miệng nói không có bằng chứng, ông muốn tìm chứng cớ cho Sở Trần, lại đánh vào mặt ông. Thiên Cơ Huyền Đồ dài tới 10 mét, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng Sở Trần đi tới một bên khác. Tính cách Cung Trường An thiên về kiêu căng, đừng chấp nhận ông ấy. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, điểm ấy người trong giới đều rất rõ ràng. Không sao, Sở Trần lắc đầu, không có nhắc lại chuyện này, ngược lại nói, lão gia tử, ngài xem bức Thiên Cơ Huyền Đồ này giống bức ngài nhìn thấy 15 năm trước không? Bức Thiên Cơ Huyền Đồ này cùng sự hung sát Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hình dung, tà môn, hoàn toàn không dính vào. Quả thật không giống, nhưng rõ ràng là cùng một bức tranh, lại cho ta hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cau mày, thần sắc tràn ngập khó hiểu, 15 năm trước ta nhìn thấy Thiên Cơ Huyền Đồ, có một cỗ khí thức hung sát rất rõ, tuy rằng vẽ chính là nhân vật cùng phong cảnh, nhưng cho ta một loại cảm giác sợ hãi mãnh thú sắp ra khỏi lồng. Bức Thiên Cơ Huyền Đồ này quả thật vô cùng đặc biệt, ta cẩn thận phân biệt cũng không phân biệt được nó đến tột cùng dùng chất liệu giấy gì. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm kinh hô, thần sắc Mộ Dung Tổ toát ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, lấy tay chạm vào Thiên Cơ Huyền Đồ, cảm thụ xúc cảm bên ngoài, trí tuệ của người xưa căn bản khó có thể tưởng tượng. Bức Thiên Cơ Huyền Đồ này, ít nhất cũng có 200 năm lịch sử đi, nhưng cho dù đặt ở trong hoàn cảnh như vậy, nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nửa phần, thanh âm Mộ Dung Tổ đột nhiên dừng lại. Ông trong lúc nhất thời quên những lời Cung Trường An vừa nói, một câu như vậy của mình chẳng phải vừa lúc đánh vào mặt Cung Trường An sao? Mộ Dung Tổ ho khan một chút, vội vàng giả vờ cái gì cũng không xảy ra, đi về phía Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lão sư. Ngài sầm bức Thiên Cơ Huyền Đồ này có thể xác suất sửa thành công lớn bao nhiêu? Mộ Dung Tổ tuy rằng hơn 60 tuổi, nhưng ở trước mặt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh 97 tuổi, ông vẫn là tiểu bối. Đây chính là một nhiệm vụ nặng nề a, nhất thời muốn kết luận, rất khó. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nở nụ cười, trước tiên bắt đầu từ bối cảnh tranh vẽ đi, chúng ta tranh thủ mau chóng sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, nếu như Thiên Cơ Huyền Đồ có thể hoàn chỉnh xuất hiện trong bảo tàng cố cung. Điều này đối với vô số người yêu thích văn vật ở Trung Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức phấn chấn lòng người. Cung Trường An thần sắc âm trầm vô cùng, ông nằm mơ không nghĩ tới, mình cũng có một ngày nhìn nhầm. Vừa rồi còn giận dữ mắng Sở Trần không có kiến thức bình thường, nhưng trong nháy mắt, thành chính ông không có kiến thức. Ông chưa từng thấy loại chất chiêu tranh này. Tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu các khía cạnh vật liệu của Thiên Cơ Huyền Đồ, cũng như phong cách vẽ. Cung Trường An mở miệng nói một câu. Không có câu tiếp theo. Sở Trần cũng rõ ràng, trong chốc lát muốn sửa Thiên Cơ Huyền Đồ là không có khả năng, anh cũng không nghĩ ở chỗ này ở lại quá nhiều, cùng Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói một tiếng sau đó, liền cùng Giang Ánh Đào rời đi. Sau khi nhìn theo Sở Trần rời khỏi cửa biệt thự, Mộ Dung Tổ theo bản năng cảm thán, thật không nghĩ tới, người đánh bại La Khắc lại trẻ tuổi như vậy, một bức bát tuấn đồ của cậu ấy tôi xem rồi, quả thật so với bát tuấn đồ của La Khắc còn hơn một bậc. Thiếu niên đắc chí. Cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cung Trường An mở miệng nói, thiên tài trong giới thư họa hàng năm đều có, nhưng có thể kiên trì đến cuối cùng, ít lại càng ít, đại đa số đều bỏ dở nửa chừng. Chuyện sau này nói sau đi, việc cấp bách trước mắt là Thiên Cơ Huyền Đồ. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, bốn người chúng ta hẳn là đồng tâm hợp lực, hiểu rõ Thiên Cơ Huyền Đồ. Cung Trường An khoát tay, đối với việc sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, tôi chưa bao giờ cho rằng Sở Trần có thể giúp. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhướng mày. Đây đã không còn là vấn đề tính cách kiêu căng gì nữa, Cung Trường An căn bản là cố ý nhằm vào Sở Trần. Vấn đề kiến thức bình thường, mà Cung Trường An nói vừa rồi, nếu thật sự để cho ông tìm được chứng cớ mà nói, ông ta nhất định sẽ mượn đề tài phát huy, gây khó dễ cho Sở Trần. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nghĩ không ra chính là, lấy thân phận địa vị Cung Trường An, vì sao lại cố ý nhắm vào một hậu bối trẻ tuổi như vậy? Ý kiến của tôi là ngược lại. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trầm giọng mở miệng. Tôi có dự cảm, sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, Sở Trần là mấu chốt trong đó. Nghe vậy, Cung Trường An bật cười, ông không có phản bác lời nói của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, loại cách nói hoang đường này, ông ngay cả ý niệm phản bác trong đầu cũng lười dâng lên. 12 giờ trưa, Liễu gia, Liễu Thiên Thiên đang điều chỉnh độc dược của mình, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Liễu Mạn Mạn ngồi ở một bên. Trong lúc bất chợt, tiếng chuông điện thoại đặt trước mặt Liễu Mạn Mạn vang lên. Liễu Mạn Mạn vội vàng cầm lấy điện thoại.
lông mày lập tức nhướng lên, sau đó trực tiếp cúp máy. Chị không phải đang chờ điện thoại sao? Liễu Thiên Thiên buông công việc trong tay xuống, cười hì hì đi tới, điện thoại thế nào cũng chưa kết nối liền cúp máy. Một con ruồi gây phiền nhiễu, không muốn để ý đến. Liễu Mạn Mạn trả lời. Liễu Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, chị đang chờ điện thoại của Sở Trần. Liễu Mạn Mạn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô một cái. Lại nói, tối hôm qua nháo ra chuyện lớn như vậy, hôm nay Sở Trần một chút động tĩnh cũng không có. Liễu Thiên Thiên nói, hắn sẽ không quên đáp ứng chị, truyền thụ tuyệt kỹ song tiên nhập thần cho chị, trực tiếp trở về hưởng thụ cuộc sống chứ. Lông mày liễu của Liễu Mạn Mạn nhẹ nhàng nhíu lại, điều cô lo lắng cũng chính là điều này. Trà không thể mua được trên thị trường. Sở Trần mỉm cười, bắt đầu nấu nước pha trà, chỉ chốc lát sau, nước sôi, Sở Trần rửa sạch dụng cụ đựng trà một lần, mới đem lá trà bỏ xuống, lập tức dùng nước sôi rót vào, khi trà bách hoa tiên chạm vào nước sôi, có loại cảm giác trong nháy mắt trăm hoa nở rộ, lá trà cuồn cuộn, hình thành một bó hoa, hương trà bổn phía, khiến người ta sảng khoái. Tinh thần Tổng Trường Thanh chấn động, không chớp mắt nhìn động tác pha trà như nước chảy mây trôi của Sở Trần, hận không thể lập tức muốn thưởng thức một ngụm. Ông cũng là người yêu trà. Rất nhanh, Sở Trần rót xong một chén trà, đặt ở trước mặt Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh đầu tiên là nâng chén trà lên, cẩn thận thưởng thức màu trà độc đáo trong suốt này, lập tức nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, có loại cảm giác đầu lưỡi đều mềm nhũn. Thật đúng là trà ngon. Loại trà này mặc dù không có để bán, nhưng có rất nhiều trong nhà của Tiểu Thiên Thiên. Sở Trần nói, lão gia tử nếu như thích, ngày mai thời khi họ tới đây, bảo Tiểu Thiên Thiên mang đến. Liễu Thiên Thiên âm thầm trừng mắt nhìn Sở Trần một cái. Bách hoa tiên trà, cho dù là ở trong bách hoa cung, cũng không phải đệ tử bình thường có tư cách được uống. Tên này quả thực chính là trơ trụi vơ vét tài sản. Đừng mơ, Tống Trường Thanh cười buông chén trà xuống, thật ngại quá a. À, nhưng, ta quả thật rất thích lá trà này, ta có thể mua một ít với giá thích hợp không? Liễu Thiên Thiên vừa muốn mở miệng, Sở Trần liền nhìn thoáng qua bên ngoài, không biết bản lĩnh vẽ tranh của Liễu Mạn Mạn thế nào. Nếu như bản lĩnh không tốt, cho dù tôi muốn dạy cô ấy kỹ năng vẽ song tiên nhập thần, cô ấy cũng không học được. Liễu Thiên Thiên, Tống Gia Gia, bách hoa tiên trà là người trong nhà cháu chồng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần khách khí. Liễu Thiên Thiên hào khí xua tay, ngày mai cháu mang cho Tống Gia Gia hơn 10 cân tới đây. Tống Trường Thanh cười ha ha, tâm tình có chút sung sướng. Nửa tiếng sau, bức tranh của Liễu Mạn Mạn hoàn thành. Mấy người Sở Trần đi qua. Đây chính là tranh phong cảnh mà chị tôi am hiểu nhất. Liễu Thiên Thiên vừa nhìn, nhất thời thần sắc chấn động, ánh mắt phát sáng, vẽ rất đẹp a. Tống Trường Thanh cũng tán thưởng, quả nhiên danh bất hư truyền, bức tranh sơn thủy này đã vượt qua rất nhiều thanh niên thiên tài vẽ tranh ở Dương Tràng. Hai người khen ngợi cũng không khiến Liễu Mạn Mạn thoải mái, cô vẫn căng thẳng, nhìn Sở Trần. Sở Trần đánh giá mới là quan trọng nhất, ánh mắt Sở Trần cũng đang nhìn chăm chú vào bức tranh. Một lát sau, vẽ không tệ. Lúc này Liễu Mạn Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, có chút xấu hổ, vẫn có chút căng thẳng, chưa buông xuống. Song tiên nhập thần, đúng như tên gọi, yếu tố mấu chốt nhất, là toàn tâm toàn ý. Sở Trần chậm rãi mở miệng, thân thể Liễu Mạn Mạn vừa mới thả lỏng lại trong nháy mắt căng thẳng. Cô không nghĩ tới Sở Trần đến nhanh như vậy, trực tiếp liền tiến vào. Không có một câu nói trống rỗng dư thừa, ngay lập tức bước vào trạng thái lớp học. Ngay từ đầu Liễu Thiên Thiên còn có chút tò mò nghe một hồi, dần dần, buồn ngủ ập tới, Liễu Thiên Thiên đi trở về phòng trà một bên, nghiên cứu độc dược của mình. Thời gian giảng bài của Sở Trần là nửa giờ. Nửa giờ sau, Sở Trần hai tay cầm bút, làm mẫu một lần song tiên nhập thần đơn giản, lập tức mỉm cười nói, cô trước tiên tự mình suy nghĩ thật kỹ. Điện thoại của Sở Trần liên tục rung không ít lần. Trở lại phòng trà, thấy Liễu Thiên Thiên đang khuấy đảo độc dược trong móng tay mình. Sở Trần theo bản năng nói một câu, con gái đừng chơi nhiều độc như vậy. Liễu Thiên Thiên liếc anh một cái, ngón tay khẽ búng. Sở Trần nghiêng người tránh thoát. Ai, Sở Trần, anh có biết hay không, ngay tối hôm qua, trên mạng tối lại xuất hiện video treo sát anh, đến tột cùng anh trêu chọc người nào, muốn cấp bách lấy tính mạng của anh như vậy. Liễu Thiên Thiên tò mò hỏi một tiếng. Sở Trần cầm lấy điện thoại, trên tài khoản, điếu giả, nhận được mấy tin nhắn. Tiếu Phong, đội đột kích tổ 9 đã vào vị trí, phụ trách an toàn của ba người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, cùng Trường An cùng Mộ Dung Tổ. Giang Ánh Đào, tin tức điều tra mới nhất, một đội ngũ không rõ lai lịch tới Thiền Thành, nghi ngờ có liên quan đến Thiên Cơ Huyền Đồ,
đối phương tiếp xúc với đệ tử phái Thiên Cơ. Sở Khai Bình, sớm sửa xong Thiên Cơ huyền đồ, cởi chuông phải do người buộc chuông. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng nheo lại, xem ra là trưởng bối trong môn phái Thiên Cơ đã đến. Ánh mắt Sở Trần rơi vào tin tức của Sở Khai Bình. Cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn sửa Thiên Cơ huyền đồ, mấu chốt chính là ở phái Thiên Cơ. Xem ra, phải nghĩ cách cùng những người này gặp mặt một lần. Sở Trần tự nói, lập tức trả lời Giang Ánh Đào một tin tức, bảo cô phái thành viên điều tra tổ chín dưới tình huống bảo đảm an toàn của bản thân, theo dõi chặt chẽ đệ tử phái Thiên Cơ này. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn ở trước mặt Sở Trần lay động một chút. Sở Trần nghi hoặc nhìn Liễu Thiên Thiên, anh vẫn chưa trả lời tôi. Liễu Thiên Thiên không giận nhìn Sở Trần, người hoàng gia, Sở Trần cũng không có ý giấu giếm, Thiên Cơ huyền đồ ở trong tay người hoàng gia. Liễu Thiên Thiên, một tiếng, cầm lấy chén trà, vừa uống một ngụm trà, còn ngậm trong miệng, trong lúc bất chợt phun ra. Liễu Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, không thể tin nhìn Sở Trần, anh nói cái gì? Tống Nhan tiếp nhận tờ giấy Sở Trần đưa tới, cúi đầu nhìn thoáng qua, là một đơn thuốc dân gian, nét chữ đẹp, nhìn qua khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái. Đây không phải là chữ viết của Quân tỷ tỷ sao? Tống Nhan thốt ra, Quân tỷ tỷ trở về rồi. Sở Trần nói, đây là lễ vật tỷ ấy để lại cho chúng ta, tỷ ấy đặt tên cho đơn thuốc mỡ này là Tống Nhan Cao, về phần dược hiệu có thể tham khảo vết thương trên mặt Dương Tiểu Cẩn. Sở Trần nói, khi Bắc Trần tuyên truyền loại thuốc này, có thể chủ yếu là phương diện chăm sóc da thẩm mỹ. Đồng thời, đối với vết thương ngoài da thông thường, dùng nó bôi, về cơ bản sẽ không để lại sẹo. Chăm sóc da làm đẹp, không để lại sẹo. Con người Tống Nhan sáng ngời, nếu thật sự có thần hiệu như vậy mà nói, giá trị đơn thuốc trong tay cô, không thể đo lường được. Loại thuốc thoa ngoài da nào trên thị trường có thể đạt được hiệu quả này? Tống Nhan Cao, Tống Nhan nhẹ nhàng đọc cái tên này, nhìn Sở Trần, cô nhận ra sự mất mát trong lòng Sở Trần. Lúc này nắm tay Sở Trần, Quân tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở về. Sau khi ăn sáng xong, Tống Nhan đi tới công ty, Sở Trần thì đi Dương Thành. Biệt thự ven sông, đại sảnh, Thiên Cơ huyền đồ cố định trên giá vẽ. Lúc Sở Trần đi vào, thanh âm ba người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đang thảo luận, thấy Sở Trần tiến vào, ánh mắt đều nhìn qua. Sở Trần, tới rồi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh vẫy tay, chúng ta tạm quyết định một phương án sửa Thiên Cơ huyền đồ, ngươi đến xem một chút. Sở Trần gật đầu, sửa Thiên Cơ huyền đồ, là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, Sở Trần cũng muốn mau chóng hoàn thành. Nhưng mà, khi Sở Trần nhìn thấy phác thảo phương án, lông mày trực tiếp nhíu lại. Cậu nghĩ sao? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh theo bản năng hỏi. Đây có lẽ không phải là bộ dạng ban đầu của Thiên Cơ huyền đồ trong lòng tôi. Sở Trần lắc đầu, Cung Trường An cười nhạo một tiếng, Thiên Cơ huyền đồ trong lòng cậu. Thiên Cơ huyền đồ là dựa vào trí tưởng tượng của cậu mà ra sao? Đây chính là phương án sửa dự kiến mà ba người bọn họ thảo luận trong một ngày, Sở Trần nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phủ quyết, Cung Trường An tự nhiên không chút châm chọc mình. Sở Trần suy nghĩ một chút, không phản bác lời Cung Trường An. Sửa Thiên Cơ huyền đồ không phải là đùa giỡn ba hoa. Sở dĩ Sở Trần kết luận là bởi vì trên bản phác thảo phương án bọn họ mô phỏng ra, nhìn không ra Thiên Cơ huyền đồ có bất kỳ dấu vết kỳ môn thuật nào, thậm chí... Nguyên bản bức Thiên Cơ huyền đồ không trọn vẹn này thể hiện ra dấu vết kỳ môn đều đã biến mất cùng với bút và mực được thêm vào kế hoạch sửa chữa. Đây tuyệt đối sẽ không phải là bộ dạng của Thiên Cơ huyền đồ. Nhưng mà, ba người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đều chưa từng tiếp xúc qua kỳ môn, Sở Trần giải thích cũng vô dụng. Sở Trần cũng không thể nói cho bọn họ biết, phương hướng chủ yếu của anh là ở góc độ kỳ môn sửa Thiên Cơ huyền đồ, lời nói của anh Hoàng Phủ Nguyên Cảnh sẽ tin. Nhưng mà, tránh không được lại bị Cung Trường An châm chọc khiêu khích một phen. Không cần thiết, Sở Trần đi tới trước mặt Thiên Cơ huyền đồ, nhìn chăm chú vào Thiên Cơ huyền đồ. Cung Trường An thần sắc trầm xuống, theo ông ta thấy, Sở Trần trực tiếp không để ý lời nói của ông ta, đó là cực kỳ không tôn kính ông ta. Thứ cho tôi nói thẳng, Oya cũng không cảm thấy cậu có bất cứ tư cách nào có thể gánh vác sửa Thiên Cơ huyền đồ. Cung Trường An chậm rãi mở miệng, thay vì lãng phí thời gian ở đây. Chi bằng, cậu rời đi đi. Sở Trần quay đầu lại, Cung đại sư ngay cả kiến thức cơ bản cũng không có sao. Nghe vậy, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng Mộ Dung Tổ đều sững sờ. Hai người mâu thuẫn nhau. Ngày hôm qua Cung Trường An đã nói Sở Trần không có kiến thức cơ bản, hôm nay Sở Trần trả lại. Mộ Dung Tổ vội vàng nhìn Hoàng Phủ Nguyên Cảnh một chút, nháy mắt với Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, ý là để Hoàng Phủ Lão Gia Tử đi ra hòa giải. Nhưng mà...
Cung Trường An giờ phút này cũng hoàn toàn bộc phát bất mãn trong lòng, ông ta lập tức đứng lên, trầm giọng nói, bản phác thảo phương án sửa này, là tôi đưa ra trước, cậu ngược lại nói, tôi làm sao không có kiến thức thông thường. Sở Trần nhìn Cung Trường An, sau lưng chính là Thiên Cơ Huyền Đồ. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh không lên tiếng, Cung Trường An ngay từ đầu đối với Sở Trần bất mãn, mâu thuẫn này sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát, chỉ bằng hôm nay để cho hai người bọn họ giải quyết. Trong tranh có gió, kiến thức thông thường này, Cung Đại Sư cũng không hiểu sao. Sở Trần nhàn nhạt nói, Thiên Cơ Huyền Đồ không phải là một bức tĩnh lặng, nếu là cẩn thận phân biệt, có thể nhìn ra được, bên trong Thiên Cơ Huyền Đồ, có đôi chút gió đông nam. Đồng tử Hoàng Phủ Nguyên Cảnh co rụt lại, ánh mắt Mộ Dung Tổ cũng nhìn chằm chằm Thiên Cơ Huyền Đồ. Trong bức tranh có gió, họ tự nhiên hiểu, nhưng mà, từ ngày hôm qua tiếp xúc với Thiên Cơ Huyền Đồ, đến Cung Trường An dẫn đầu đưa ra phương án chế định, bọn họ đều không nhận ra gió trong tranh. Họ đã đưa ra kết luận ngay từ đầu, đó là một bức tranh tĩnh. Gió đông nam nhẹ, Cung Trường An cười nhạo, có bao nhiêu chút nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ dựa vào trí tưởng tượng của cậu. Sở Trần nhìn ông ta một cái, trực tiếp xoay người, đi về phía Thiên Cơ Huyền Đồ, chỉ vào một vị trí tôi thu hồi lời của mình, Cung tiên sinh, ở trong lòng tôi, ông đã không xứng là đại sư. Sở Trần liên tiếp chỉ năm phương hướng, thanh âm vang dội có lực. Ăn nói mạnh mẽ, nếu như từ năm chỗ này còn không có kết luận có gió đông nam nhẹ, tôi nghĩ, chúng ta không cần phải cùng nhau hợp tác sửa Thiên Cơ Huyền Đồ. Cung Trường An thần sắc lạnh lùng, vừa muốn phản bác Sở Trần, nhưng sau khi ánh mắt đi theo năm chỗ Sở Trần chỉ, thần sắc Cung Trường An trầm thấp xuống. Ông ta không phải không có kiến thức cơ bản, ngược lại, toàn bộ Trung Quốc không có mấy người đối với công tác sửa tranh có thể thắng ông ta. Đây cũng là nguyên nhân Cung Trường An trong một ngày ngắn ngủi đã khẩn cấp lập ra phương án sửa, ông ta có phần tự tin này. Nhưng mà lúc này đây, sự tự tin của ông ta lại bại bởi kiến thức cơ bản. Thiên Cơ Huyền Đồ dài tới hơn 10 mét, có thế hào hùng rộng lớn, cũng có tinh xảo rất nhỏ, rất nhiều chi tiết không cẩn thận quan sát căn bản không thể dễ dàng phát hiện. Trong vòng một ngày ngắn ngủi hoàn toàn hiểu được Thiên Cơ Huyền Đồ, không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Cung Trường An muốn dựa vào kinh nghiệm của mình để dạy cho Sở Trần một bài học, không biết, ngược lại bị Sở Trần lấy kiến thức cơ bản, phản sát. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng Mộ Dung Tổ cũng đang quan sát, lúc này, Mộ Dung Tổ cảm thán, Sở Trần nói rất đúng, chúng ta vẫn có chút nóng vội. Thần sắc Cung Trường An hoàn toàn âm trầm như nước đọng. Thấy Sở Trần hai lần, đã bị anh đánh vào mặt hai lần. Cung Trường An hừ lạnh một tiếng, vung tay lên tầng. Không có Cung Trường An ở đây. Bầu không khí đại sảnh nhất thời hài hòa không ít, Sở Trần cùng hai người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, Mộ Dung Tổ trao đổi không ít quan điểm, được lợi ích không nhỏ. Giữa trưa, Sở Trần nhận được điện thoại của Giang Ánh Đào. Chúng tôi mất dấu rồi. Trong điện thoại, thanh âm của Giang Ánh Đào mang theo tự trách, những người phái Thiên Cơ mất tích rồi. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, nói rõ tình huống cụ thể. Một lát sau, Sở Trần cúp điện thoại, thấy Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đang nghi hoặc nhìn anh. 15 năm trước, đám người hại hai chân lão gia tử bị phế, lại xuất hiện rồi. Sở Trần mở miệng, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trong lòng đột nhiên chấn động, hai tay không cách nào run rẩy một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc trước. Gió tanh mưa máu, thế lực khắp nơi đều đang tranh đoạt Thiên Cơ Huyền Đồ, một trong 10 bức tranh cổ họa của Trung Quốc. Thiên Cơ Huyền Đồ này có một loại lực hấp dẫn độc đáo, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đối với nó càng thêm không có lực phản kháng, lúc ấy cũng tham dự tranh đoạt, nhưng mà... lại suýt nữa lưu lại cả đời đều không thể bù đắp được tai họa, hai chân tàn phế 15 năm. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, Thiên Cơ Huyền Đồ gần trong gang tấc, nhưng khi ông sắp chạm tới Thiên Cơ Huyền Đồ, Thiên Cơ Huyền Đồ dính đầy máu tươi toát ra khí tức vô cùng hung sát, cho ông một loại cảm giác cực kỳ tà ác. Lập tức, một đạo thân ảnh từ bên cạnh đi ra tay sắc bén, đánh bay ông, cuối cùng hai chân cũng gặp phải thương tích nặng, từ đó về sau cũng không cách nào đứng lên. Cho đến khi gặp được Sở Trần, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đột nhiên căng thẳng thân thể, bọn họ lại xuất hiện. Ở đâu, điều này có thể hay không đại diện, lại sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Vốn có người theo dõi bọn họ, đáng tiếc, vừa truyền đến tin tức mới, bọn họ đã bỏ qua người theo dõi, hiện tại không biết ở đâu. Ánh mắt Sở Trần liếc về phía Thiên Cơ Huyền Đồ, nhưng có thể khẳng định chính là, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là nó. Hai ngòi nói là người nào? Mộ Dung Tổ không khỏi tò mò hỏi, Thiên Cơ Huyền Đồ đã ở chỗ này, còn có người dám đánh chủ ý với nó. Thiên Cơ Huyền Đồ vốn xuất phát từ tay bọn họ, hiện tại bị mất,
ngài nói bọn họ nguyện ý từ bỏ ý đồ sao? Sở Trần nói, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ hiện tại nhất định đang liều mạng tìm kiếm tung tích của Thiên Cơ Huyền Đồ. Nội tâm Hoàng Phủ Nguyên Cảnh không cách nào giữ bình tĩnh, trong đầu thỉnh thoảng lóe lên hình ảnh Thiên Cơ Huyền Đồ. Thiên Cơ Huyền Đồ trước mắt cùng một bức Thiên Cơ Huyền Đồ 15 năm trước không ngừng đan xen biến ảo. Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lảo đảo thân thể một chút, chợt cất bước đi lên phía trước, cẩn thận phân biệt các chi tiết phía trên Thiên Cơ Huyền Đồ, miệng lẩm bẩm không ngừng, không thể nào, không thể nào, không thể nào a, Nguyên Cảnh lão sư có phát hiện gì? Mộ Dung Tổ vội vàng hỏi. Sở Trần cũng nhìn Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, 15 năm trước ông cũng đã gặp qua Thiên Cơ Huyền Đồ, còn có thể bằng vào trí nhớ của mình vẽ ra Thiên Cơ Huyền Đồ, ở đây không có người thứ hai có thể càng thêm hiểu rõ Thiên Cơ Huyền Đồ so với ông. Vết máu, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trầm giọng mở miệng, 15 năm trước, trận chém giết tranh đoạt Thiên Cơ Huyền Đồ kia, Thiên Cơ Huyền Đồ nhiễm không ít vết máu, nhưng hiện tại, ta từ trong Thiên Cơ Huyền Đồ không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào nhiễm máu tươi. Vết máu, Sở Trần cũng cẩn thận quan sát một hồi, trầm ngâm một hồi, Sở Trần đi về phía mặt bàn, cầm lấy một con dao gọt hoa quả. Cậu muốn làm gì? Lúc này, cùng Trường An vừa mới ở cửa cầu thang chuẩn bị đi xuống sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nhìn Sở Trần cầm dao đi tới, cùng Trường An bối rối xoay người, lại một lần nữa chạy lên tầng. Sở Trần, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng Mộ Dung Tổ cũng đang nhìn Sở Trần. Sở Trần cầm dao gọt hoa quả đi tới trước Thiên Cơ Huyền Đồ, đưa tay, trực tiếp ở trên ngón tay mình cắt một vết. Mộ Dung Tổ khẽ hô một tiếng. Sở Trần nhỏ máu tươi trên ngón tay xuống Thiên Cơ Huyền Đồ, cậu, góc cầu thang, cung Trường An thò đầu ra, quá đáng, đây chính là Thiên Cơ Huyền Đồ, cậu cư nhiên tùy ý phá hư. Cung Trường An phẫn nộ chỉ trích, cũng không dám lộ ra nửa thân thể, hơn nữa tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Dùng máu tươi tưới nước cho Thiên Cơ Huyền Đồ, trong mắt cung Trường An, đây quả thực chính là hành động phát điên. Ông ta thủy chung nghĩ không ra. Vì sao lại an bài Sở Trần cùng bọn họ cùng nhau sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, tiểu tử này chính là tuổi trẻ cuồng vọng, căn bản không thích hợp với nhiệm vụ này. Đôi mắt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Cơ Huyền Đồ. Máu tươi của Sở Trần thấm vào Thiên Cơ Huyền Đồ, bỗng nhiên có loại khí tức hung sát vô cùng tràn ngập ra. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh theo bản năng lui về phía sau vài bước. Chính là loại cảm giác này, Thiên Cơ Huyền Đồ hút máu, tà ác, hung sát, quỷ dị, Thiên Cơ Huyền Đồ dĩ nhiên sẽ hút máu. Mộ Dung Tổ cũng kinh hô, đồng tử mở to đến cực điểm, không thể tin nhìn bức tranh trước mắt này. Đây có phải là một bức tranh? Hình ảnh xảy ra trước mắt đã vượt ra ngoài phạm trù nhận thức của Mộ Dung Tổ. Sao lại như vậy? Ngay cả cung Trường An cũng không để ý đến nguy cơ tiềm ẩn do dao gọt hoa quả trong tay Sở Trần mang đến, đi xuống cầu thang, quan sát ở cự ly gần, ước chừng 3 phút đồng hồ, trên Thiên Cơ Huyền Đồ. Vị trí máu tươi của Sở Trần đã khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được, vị trí này 3 phút trước từng bị nhỏ máu tươi. Nửa hồi, ánh mắt ba vị lão nhân đều nhìn về phía Sở Trần. Hành động này là Sở Trần làm ra, nguyên nhân cũng chỉ có Sở Trần mới có thể giải thích. Sở Trần sớm lâm vào trầm tư, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Thiên Cơ Huyền Đồ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cung Trường An thốt lên. Sở Trần suy nghĩ một chút, giơ con dao gọt hoa quả trong tay một chút, không biết cung tiên sinh có dũng khí cống hiến hết mình cho nghệ thuật hay không. Khuôn mặt cung Trường An biến ảo một chút, có ý gì? Tôi tuy rằng đại khái biết một số chuyện, thế nhưng, vừa rồi chỉ có thời gian 3 phút, thật sự quá ngắn ngủi. Sở Trần nói, chỉ có tiếp tục nhỏ máu vào Thiên Cơ Huyền Đồ, mới càng thêm dễ dàng tiếp cận chân tướng. Tiếp tục nhỏ máu, đồng tử cung Trường An nhất thời ngưng động, nửa hồi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh vừa định mở miệng, cung Trường An đột nhiên liều một cái, đưa tay ra, đến đây. Sở Trần cười tủm tỉm nâng con dao gọt hoa quả trong tay lên, đi tới trước mặt cung Trường An, con dao gọt hoa quả nhẹ nhàng rơi vào ngón tay cung Trường An. Ngón tay cung Trường An nhẹ nhàng run rẩy, nhưng, ngược lại không có lùi bước. Sở Trần nở nụ cười, bỏ dao gọt hoa quả ra, bỏ đi, coi như là tiếp tục nhỏ máu lên phía trên Thiên Cơ Huyền Đồ, tác dụng cũng sẽ không lớn. Cung Trường An thần sắc nghi hoặc nhìn Sở Trần, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Sở Trần trở về trước sofa ngồi xuống, mở miệng nói cái này phải bắt đầu từ lai lịch của Thiên Cơ Huyền Đồ. Thiên Cơ Huyền Đồ được xưng là một trong 10 bức tranh cổ của Trung Quốc, xuất xứ của nó rất ít người biết, kỳ thật nó xuất phát từ một kỳ môn đại phái cổ xưa, phái Thiên Cơ. Kỳ môn đại phái, ba người nhìn nhau một cái,
Hoàng Phủ Nguyên Cảnh đã từng chứng kiến thủ đoạn kỳ môn của Sở Trần, lúc này đột nhiên có loại cảm giác giật mình. Chỗ thần bí của Thiên Cơ Huyền Đồ chính là nó xuất phát từ kỳ môn đại phái. Thủ đoạn kỳ môn, bao hàm toàn diện, trong đó có một thủ đoạn nói vậy mọi người cũng đã nghe qua, chính là kỳ môn trận pháp. Sở Trần sau đó mở miệng nói, Thiên Cơ Huyền Đồ, trên thực tế chính là một tòa kỳ môn trận pháp khổng lồ, hút máu, cũng có thể nói là một đặc tính của trận pháp. Một bức họa, đúng là một tòa kỳ môn trận pháp. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cảm thán. Mộ Dung Tổ cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tôi căn bản không có khả năng tin chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Miệng Cung Trường An giật giật một chút, cuối cùng không nói gì. Đây không phải là một vấn đề của ý thức cơ bản. Sở Trần đang phổ biến cho ông ta lĩnh vực mà ông ta chưa từng đề cập tới. Vừa rồi tôi lần đầu tiên nhìn đã cảm thấy phương án sửa tạm định của mọi người có vấn đề, cũng là bởi vì, mô phỏng sau khi sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, không có bất kỳ khả năng nào ẩn chứa dấu vết kỳ môn trận pháp, cho nên, Thiên Cơ Huyền Đồ hoàn chỉnh, nhất định sẽ không phải như vậy. Sở Trần nói, nhưng, chỉ từ góc độ kỳ môn sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, họa trận không có căn cứ, thực tế cũng không lớn, cho nên vẫn cần mấy vị đại sư cùng nhau toàn lực hợp tác, tôi phụ trách phương diện kỳ môn, các phương diện còn lại mọi người phụ trách, cứ như vậy, cơ hội sửa Thiên Cơ Huyền Đồ sẽ tăng lên rất nhiều. Ba người đều đồng thời gật đầu, ngay cả Cung Trường An cũng không phản bác lời Sở Trần. Nhưng phái Thiên Cơ, thần sắc Hoàng Phủ Nguyên Cảnh xuất hiện một tia lo lắng. Nơi này là trung tâm của cuộc đặc chiến ở Dương Thành, Thiên Cơ Huyền Đồ ở chỗ này hệ số an toàn là cao nhất. Sở Trần trầm ngâm một hồi, tầm mắt nhẹ nhàng híp lại, huống chi, chúng ta muốn sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, không có khả năng hoàn toàn tránh được phái Thiên Cơ. Cung Trường An trong lòng nghẹn lại, cậu không phải là nghĩ, tất cả những gì tôi nói là một tình huống có thể xảy ra. Sở Trần nói, nếu như chúng ta không có cách nào sửa Thiên Cơ Huyền Đồ, như vậy nhất định phải thông qua phái Thiên Cơ, tìm hiểu thêm về tình huống của Thiên Cơ Huyền Đồ. Mấy người Sở Trần lúc đàm luận Thiên Cơ Huyền Đồ, ở một cửa homestay chỗ nào đó ở Dương Thành. Mấy người đi mà trở về, người đàn ông trung niên dẫn đầu, một thân áo bào trắng tròn trịa, không nhiễm một hạt bụi, như đạo sĩ giang hồ thời xưa, ánh mắt hữu thần, trong tay cầm một cái khí cụ hình la bàn, lúc này, con trỏ trên dụng cụ hình la bàn không có bất kỳ phản ứng gì. Sư phụ, vừa rồi thật sự có người đụng vào Thiên Cơ Huyền trận sao? Khâu Lâm cẩn thận hỏi, người đàn ông trung niên bên cạnh, chính là sư phụ của hắn, hộ pháp phái Thiên Cơ, Triệu Phong Vũ. Thiên Cơ Huyền Đồ bị mất, tiểu sư muội bị bắt, sau khi Triệu Phong Vũ đi tới, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Sau khi đám người Khâu Lâm bị mắng to, Triệu Phong Vũ lại phát hiện bọn họ bị người theo dõi, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, lại mắng Khâu Lâm. Khâu Lâm cả người đều ở trạng thái bàng hoàng vì bị mắng. Hôm nay sau khi thoát khỏi sự theo dõi, Triệu Phong Vũ dẫn theo vài tên đệ tử đi tới nhà dân này, chủ nhân homestay là một đệ tử thế tục của phái Thiên Cơ. Đĩa Thiên Cơ không đi sai. Triệu Phong Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua phái Thiên Cơ đã không có bất kỳ động tĩnh gì, nhíu mày một chút, vừa rồi tuyệt đối có người dùng máu tươi nhỏ lên Thiên Cơ Huyền Đồ, mới chạm vào Thiên Cơ Huyền Trận, bị Thiên Cơ bàn cảm ứng được, chẳng qua, máu tươi không nhiều lắm, chỉ duy trì 3 phút đồng hồ. Nếu thời gian dài hơn một chút, chúng ta có thể tìm được vị trí cụ thể của Thiên Cơ Huyền Đồ. Một đệ tử tiếc nuối mở miệng, có thể bị Thiên Cơ bàn cảm ứng được. Chứng tỏ Thiên Cơ Huyền Đồ ở trong phạm vi cách chúng ta 50 dặm, đối phương nếu chạm vào một lần, tuyệt đối còn có thể có lần thứ hai. Triệu Phong Vũ thản nhiên nói, không ai có thể nhịn được lòng hiếu kỳ đối với Thiên Cơ Huyền Đồ. Khâu Lâm, ngươi tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút, rốt cuộc Xuân Yến bị giam giữ ở nơi nào. Triệu Phong Vũ trầm mặt, bất luận như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu Xuân Yến. Khâu Lâm vội vàng gật đầu, sư phụ yên tâm. Con nhất định sẽ sớm tìm được tiểu sư muội. Ánh mắt Triệu Phong Vũ dừng trên Thiên Cơ bàn trong tay, ánh mắt lóe ra hào quang lạnh như băng vô cùng, còn có vị thiếu chủ Cửu Huyền môn kia, Nam Cung Quân không khả năng sẽ ở lại Thiên Thành, đợi Nam Cung Quân vừa đi, ta mặc kệ hắn ở thế tục có thân phận gì, hắn đều phải trả giá đắt cho thân phận thiếu chủ Cửu Huyền môn của mình. Sở Trần rời khỏi biệt thự ven sông đã là buổi tối. Anh cũng không biết dùng máu tươi kích động trận pháp trên Thiên Cơ Huyền Đồ sẽ bại lộ vị trí Thiên Cơ Huyền Đồ, nhưng, thời gian kế tiếp, Sở Trần cũng không có dùng máu tươi đi kích động Thiên Cơ Huyền Đồ. Trong quá trình trao đổi với ba vị đại sư vẽ tranh như Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, Sở Trần tự nhiên cũng hưởng được lợi ích không nhỏ. Cung Trường An buông bỏ thành kiến với Sở Trần trong lòng,
ngược lại trở thành người nhiệt tình cùng Sở Trần thảo luận thiên cơ huyền đồ. Sở Trần cũng dùng dao gọt hoa quả trong tay gọt hoa quả cho cung trưởng An hơn nửa ngày. Lái xe đưa Sở Trần trở về chính là tổ trưởng đội đột kích tổ 9 Tiếu Phong. Từ sau khi biết thân phận Sở Trần, Tiếu Phong vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình lại may mắn cùng cường giả Thiên Võng Điện liên tục hợp tác hai lần. Khi biết được sau này đội đột kích tổ 9 sẽ do Sở Trần điều phối, Tiếu Phong càng thêm kích động không thôi, điều này tương đương với đội đột kích tổ 9 nửa chân bước vào Thiên Vương Điện. Tiếu ca, anh làm lính bao lâu rồi? Sở Trần thấy bầu không khí trong xe có chút quá mức yên tĩnh, hỏi một tiếng. Tiếu Phong vội vàng trả lời, tôi 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bởi vì biểu hiện coi như tốt, vẫn ở lại trong quân, sau đó thông qua tuyển chọn tiến vào cục đặc chiến, trở thành một thành viên trong tổ đột kích. Vài năm sau, liền trở thành tổ trưởng đội đột kích tổ 9 cục đặc chiến. Sau đó, Sở Trần hỏi Tiếu Phong không ít cuộc sống trong quân đội, Tiếu Phong không phải là người nói nhiều, nhưng mà, nói đến kiếp sống cầm quân của hắn, Tiếu Phong ngược lại có không ít ký ức khó có thể xóa nhòa, thần sắc trong lúc đó, cũng khó nén tự hào. Chưa đầy một giờ, xe đã dừng trước cửa Tống gia. Anh vất vả rồi, Tiếu ca. Sở Trần xuống xe, đột nhiên vẫy tay ngăn cản Tiếu Phong vừa định rời đi. Trầm giọng nói, biệt thự ven sông tuy rằng là trung tâm của cục đặc chiến ở Dương Thành, nhưng mà phương diện an ninh vẫn cần chú trọng, coi chừng thiên cơ huyền đồ, vừa có tình huống, lập tức liên lạc với tôi. Tiếu Phong chính xác gật đầu. Sở Trần trở lại tổ ấm nhỏ trong biệt thự, Tống Nhan một thân áo ngủ mềm mại, tóc buộc lên, lộ ra cổ ngọc trắng nõn, đêm nay áo ngủ hơi có vẻ hẹp, ngồi trên sofa, phác họa ra một đường cong hoàn mỹ, ghé mắt nhìn, đôi mắt đẹp mê người. Cười với Sở Trần, trở về rồi. Sở Trần đi tới, ôm Tống Nhan lại. Tống Nhan khẽ hô một tiếng, hai tay theo bản năng kéo cổ Sở Trần. Muộn như vậy, bên ngoài lạnh như thế nào, trở về phòng, anh thổi cho em, làm ấm cơ thể. Sở Trần ôm Tống Nhan đẩy cửa mà vào. Bịch, cửa phòng đóng lại, không bao lâu sau, bên trong truyền ra âm thanh. Làm sao lại có muôi? Nó ở đâu? Em ngồi xuống, anh sẽ đánh muỗi. Bốp bốp bốp, một cái đánh này, đã đến nửa đêm, biệt thự dọc theo sông, cung trưởng An lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, hồi tưởng lại chuyện ban ngày. Thiên cơ huyền đồ, chỗ huyền diệu nhất, lại là một tòa kỳ môn trận pháp. Điều này hoàn toàn đảo ngược nhận thức của cung trưởng An. Gặp máu sẽ kích động trận pháp, như vậy, có khả năng là thời điểm trận pháp khởi động, mới là thiên cơ huyền đồ thật. Suy đoán này không thể xua đi trong đầu cung trưởng An. Ban ngày chỉ có thời gian ngắn ngủi 3 phút, lúc ấy càng nhiều khiếp sợ, cung trưởng An cũng chưa kịp nghiên cứu thiên cơ huyền đồ. Thật không nghĩ tới, công lực sửa tranh cổ của mình, một ngày nào đó lại không bằng một người trẻ tuổi. Cung trưởng An cảm thán, trong lòng kỳ thật cũng có một chút không phục, ông ta hiện tại thừa nhận tầm quan trọng của Sở Trần trong quá trình sửa thiên cơ huyền đồ, nhưng cũng muốn có thể dựa vào sức mình, sửa thiên cơ huyền đồ. Như vậy thì có thể hòa nhau một ván. Cung trưởng An xoay người một cái, trong lúc bất chợt ngồi dậy, trong đầu ông ta nảy sinh một ý nghĩ, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh, không cách nào kiềm chế được. Ông ta muốn suốt đêm khám phá thiên cơ huyền đồ. Cung trưởng An xuống giường, rón rén đi xuống tầng 1. Bật đèn đại sảnh tầng 1 lên, thiên cơ huyền đồ cũng không có thu hồi, đặt ở trên giá vẽ. Cung trưởng An thần sắc toát ra quyết tuyệt, cất bước đi tới, cầm lấy dao gọt hoa quả đặt trên mặt bàn, sải bước đi tới trước mặt thiên cơ huyền đồ. Hít sâu một hơi, cung trưởng An đột nhiên cầm lấy dao gọt hoa quả, xẹt qua ngón tay mình. Nhà nghỉ ban đêm, đèn vẫn chưa tắt. Triệu Phong Vũ khoanh chân ngồi trên giường, cảm ngộ thiên cơ, kỳ thuật, nhưng mà, tâm thần vẫn không yên. Thiên cơ huyền đồ là hy vọng phái thiên cơ, một lần nữa quật khởi. Nhiều năm qua, người phái thiên cơ vẫn luôn tìm kiếm bí mật của thiên cơ huyền đồ, nhưng thu hoạch không lớn. Hy vọng duy nhất của phái thiên cơ có thể đánh bại cửu huyền môn cũng nằm ở thiên cơ huyền đồ. Nhưng thiên cơ huyền đồ lại bị mấy hậu bối đánh mất, con gái Triệu Xuân Yến của hắn, cũng gặp phải tai ương lao ngục. Triệu Phong Vũ phân tích lại đầu đuôi sự tình, cuối cùng rút ra một kết luận, tất cả đều là do Sở Trần ban tặng. Phái thiên cơ cùng cửu huyền môn không hổ là thù mối nhiều đời, đệ tử cửu huyền môn đi ra, đều là đáng hận như vậy. Đôi mắt Triệu Phong Vũ hiện lên khí tức hung sát, Nam Cung Quân, phái thiên cơ tạm thời không đấu được các người. Nhưng muốn giết đệ tử của các người, vẫn là dễ dàng. Hắn đang chờ đợi một cơ hội, một chiêu phải giết, ánh mắt Triệu Phong Vũ đột nhiên nhìn về phía thiên cơ bàn đặt trên mặt bàn, nhanh chóng đứng lên, cầm lấy thiên cơ bàn. Trên thiên cơ bàn, lại xuất hiện cảm ứng.
Có người đụng vào kỳ môn trận pháp trên thiên cơ huyền đồ. Triệu Phong Vũ không chút do dự, cầm thiên cơ bàn đẩy cửa ra, tất cả đều đi theo ta. Cửa mấy gian phòng nhanh chóng mở ra, Khưu Lâm cùng đệ tử lao ra. Thiên cơ bàn có động tĩnh rồi, Triệu Phong Vũ sải bước đi ra ngoài, có một chiếc xe hơi đậu ở cổng nhà nghỉ. Chủ nhà nghỉ Lê Học Bình là đệ tử thế tục của phái thiên cơ, xe cũng là của hắn, Lê Học Bình nhanh chóng khởi động xe, đám người Triệu Phong Vũ và Khâu Lâm lên xe. Dựa theo hướng thiên cơ bàn chỉ đi, Triệu Phong Vũ trầm giọng mở miệng, Lê Học Bình gật đầu, hơn nữa nhanh chóng đánh vô lăng một chút, đạp mạnh chân ga, xe lập tức vọt ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, kim chỉ trên thiên cơ bàn lại không có động tĩnh. Lê Học Bình sửng sốt, nghiêng mặt nhìn về phía Triệu Phong Vũ, Triệu Hộ Pháp, cái này, thần sắc Triệu Phong Vũ trầm xuống. Tình huống này giống như ban ngày, chỉ là trong thời gian ngắn kích động trận pháp trên thiên cơ huyền đồ một chút. Đối phương đại khái chỉ là nhỏ một giọt máu, không thể thành thạo một chút, hay là, tiếp tục đi về phía trước. Khâu Lâm đề nghị, đối phương nửa đêm nghiên cứu thiên cơ huyền đồ, không có lý do gì chỉ nhỏ một giọt máu đi. Đại sư huynh nói có đạo lý, một đệ tử phụ họa. Triệu Phong Vũ gật gật đầu, xua tay, tiếp tục đi về phía trước. 10 phút trôi qua, thiên cơ bàn vẫn là không có bất kỳ động tĩnh gì. Sắc mặt Khâu Lâm có chút mất tự nhiên, cứ tiếp tục như vậy, ngộ nhớ thiên cơ bàn thật sự không động nữa, bọn họ chẳng phải là chạy loạn vô ích. Mấy đệ tử ánh mắt đều nhìn Triệu Phong Vũ, thần sắc Triệu Phong Vũ cũng âm trầm vô cùng, một lát sau, thanh âm lạnh lùng hạ xuống, quay về đi. Chiếc xe quay đầu lại, biệt thự dọc theo sông. Cung Trường An ngồi trên sofa, miệng ngậm ngón tay, hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi nhìn thấy. Kỳ môn trận pháp khởi động sau khi thiên cơ huyền đồ quả thật so với bình thường có chỗ không giống nhau. Ra rồi, nhỏ một giọt máu cũng phải chậm như vậy. Cung Trường An tự mình lắc đầu, lập tức đứng lên, thuận tay cầm lấy dao gọt hoa quả, sải bước đi về phía thiên cơ huyền đồ. Cung Trường An quyết tâm, nhất định phải hiểu được thiên cơ huyền đồ trước sở trần một bước, cầm dao gọt hoa quả đi tới trước mặt thiên cơ huyền đồ. Vươn một ngón tay khác, nhẹ nhàng rạch một cái. Trên đường phố đêm tối, một chiếc xe phóng nhanh đột nhiên dừng lại. Triệu Hộ Pháp, thiên cơ bàn lại có động tĩnh. Lê Học Bình kinh hô một tiếng. Khâu Lâm nhất thời tinh thần chấn động, con đã nói rồi, đối phương khẳng định còn có thể kích động trận pháp trên thiên cơ huyền đồ. Quay đầu lại ngay lập tức, Triệu Phong Vũ quyết đoán phân phó. 5 phút sau, tốc độ xe dần dần chậm lại. Chậm, khóe miệng Lê Học Bình hung hăng giật lên, lại, không có động tĩnh. Thần sắc Triệu Phong Vũ trầm thấp phảng phất bao trùm một tầng băng xương. Đến tột cùng là người nào kích động trận pháp phía trên thiên cơ huyền đồ, nếu biết thiên cơ huyền đồ sau khi lấy máu sẽ không giống bình thường, vì sao không chuẩn bị thêm một ít máu? Khâu Lâm có loại cảm giác muốn phát điên, đây là đang chơi hắn đây. Có một sự im lặng trong xe, đợi, Triệu Phong Vũ trầm giọng mở miệng, lần này đợi. Lại là hơn 10 phút trôi qua, bên trong biệt thự ven sông, con dao gọt hoa quả trong tay Cung Trường An đã buông xuống, thay vào đó là một cây bút, vẽ cảm ngộ trong lòng mình ra, lập tức nhắm mắt suy tư. 10 phút nữa trôi qua, sắc mặt Triệu Phong Vũ trực tiếp đen sầm, hắn có cảm giác bị đùa giỡn, không phải chúng ta bị người ta theo dõi chứ. Khâu Lâm nhịn không được mở miệng, nhưng mà, sau khi quan sát bốn phía, ngay cả Triệu Phong Vũ cũng không nhận ra có người đang theo dõi bọn họ. Một lát sau, Lê Học Bình quay đầu trở về. Đêm nay, chiếc xe này không ngừng lặp đi lặp lại, xuất phát. Quay đầu, lại xuất phát, lại quay đầu, dần dần, trời sắp sáng. Lần cuối cùng, Lê Học Bình dừng xe ở ven đường chừng nửa giờ, thiên cơ bàn vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Triệu Hộ Pháp, Lê Học Bình thật cẩn thận, cảm giác được cổ họng mình đều có chút khàn khàn. Đợi, Triệu Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh như băng như rút ra từ kẽ răng. Lạnh lùng vô cùng. Biệt thự dọc theo sông, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng Mộ Dung Tổ sáng sớm rời giường, giống như thường ngày đi ra biệt thự tản bộ, trở lại đại sảnh. Kỳ quái, hôm nay lão cung sao còn chưa rời giường? Mộ Dung Tổ nghi hoặc nói một câu, có lẽ hôm qua đã quá mệt mỏi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trả lời, lúc uống trà sáng, Mộ Dung Tổ vừa ăn bánh đậu đỏ, vừa mở miệng nói, Nguyên Cảnh lão sư, tôi có một đề nghị. Ngươi nói đi. Mộ Dung Tổ trầm ngâm một chút, chợt nói, nếu chỗ huyền diệu nhất của thiên cơ huyền đồ chính là kỳ môn trận pháp, như vậy khi chúng ta nghiên cứu thiên cơ huyền đồ, tốt nhất có thể để cho nó vẫn duy trì trạng thái kích động trận pháp, chúng ta có thể đi bệnh viện mua một ít túi máu trở về, dùng để kích động trận pháp phía trên thiên cơ huyền đồ.
Hoàng Phủ Nguyên cảnh thoáng suy tư, không được, Sở Trần còn chưa tới, chuyện này liền giao cho cậu ấy đi làm đi, năng lượng của cục đặc chiến lớn, muốn một vài túi máu hẳn là chuyện dễ dàng. Tống gia, biệt thự tổ ấm nhỏ, lúc Tống Nhan đang ở toilet đánh răng rửa mặt, Sở Trần cũng rời giường đi vào, nhìn Sở Trần trần truồng, trong đầu Tống Nhan theo bản năng hiện lên hình ảnh kiều diễm tối hôm qua, sắc mặt lúc này đỏ lên, nghiêng người cho Sở Trần đi vào. Sở Trần trực tiếp ở phía sau thuận thế ôm lấy Tống Nhan, nhìn Tống Nhan sắc mặt đỏ bừng trong gương, nội tâm Sở Trần không khỏi nhộn nhạo một chút, bà xã, toilet như thế nào cũng có muỗi. À, nào có muỗi gì, có tên Lưu Manh Anh. Vào buổi trưa, Tống Nhan và Sở Trần cùng nhau ra ngoài, bởi vì địa điểm không giống, em vợ Tống Thu lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò công cụ, sau khi đưa Tống Nhan đến tòa nhà Kim Bão, liền đi thẳng đến bệnh viện Thiền Thành. Chuyện lấy túi máu Sở Trần đã nói trước với Giang Ánh Đào, Giang Ánh Đào đã xử lý xong, lúc xe của Sở Trần đi tới cửa bệnh viện, giám đốc bệnh viện tự mình ở cửa chờ, cầm lấy túi máu, một đường đi thẳng đến biệt thự ven sông. Lúc đi tới biệt thự ven sông, đã là 1 giờ chiều. Lão gia tử, Mộ Dung đại sư, Sở Trần đi vào, Tống Thu phía sau cầm túi máu. Hai vị đại sư đang nghiên cứu thiên cơ huyền đồ, Sở Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua. Có chút tò mò, sao không thấy cung đại sư? Nói đến cũng kỳ quái, ta cùng lão cung làm việc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua hắn rời giường muộn như vậy. Mộ Dung tổ thần sắc nghi hoặc không thôi, ông vừa rồi lên lầu gọi cung trường an mới bắt đầu rời giường rửa mặt. Mấy người ngồi xuống vừa uống trà vừa chờ đợi. Bên lề đường, một chiếc xe dừng lại, bầu không khí bên trong yên tĩnh, không ai nói chuyện. Lần này, Triệu Hộ Pháp tựa hồ quyết tâm muốn chờ tiếp, thế nhưng đã mấy giờ trôi qua? Từ sáng đến 1 giờ chiều, Lê Học Bình nhìn thoáng qua thiên cơ bàn đã không có bất kỳ động tĩnh gì. Lê Học Bình cảm giác thân thể đã ngồi có chút cứng ngắc, nhưng động cũng không dám nhúc nhích. Trong lòng Khâu Lâm có suy đoán, người đã giày vò bọn họ cả đêm, hẳn là đã đi ngủ rồi. Ánh mắt mấy đệ tử đều thật cẩn thận nhìn Triệu Phong Vũ. Khuôn mặt Triệu Phong Vũ giống như bị mặt trời tháng 6 thiêu đốt, đột nhiên một quyền đập vào trên xe, xe rung lắc dữ dội. Trở về, Triệu Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi, nếu bây giờ người cầm thiên cơ huyền đồ xuất hiện trước mặt hắn, hắn tuyệt đối hận không thể băm đối phương thành 8 mảnh. Cung Trường An rửa mặt xuống lầu, khi ánh mắt nhìn về phía Sở Trần, thần sắc Cung Trường An có chút mất tự nhiên rụt hai tay mình lại một chút, 10 ngón tay của ông ta đều dán băng cá nhân. Lão Cung, ông cuối cùng cũng xuống, cho ông xem một thứ. Mộ Dung Tổ chỉ 1 ngón tay, cười nói, đây là túi máu Sở Trần lấy từ bệnh viện. Lượng máu này cũng đủ để cho thiên cơ huyền đồ mấy ngày nay đều duy trì trạng thái kích động trận pháp, tôi nghĩ, như vậy càng có lợi cho chúng ta nghiên cứu thiên cơ huyền đồ. Cung Trường An nhìn đống túi máu kia, thần sắc lâm vào yên lặng, hai tay theo bản năng đặt ở phía sau. Khóe miệng khẽ không thấy được co giật vài cái, Cung Trường An toát ra nụ cười xấu hổ không mất lễ phép, đây quả thật là cách tốt. Mộ Dung Tổ giơ ngón tay cái lên, lão cung quả nhiên bình tĩnh a. Tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi, chúng ta trước tiên kích động kỳ môn trận pháp trên thiên cơ huyền đồ đi. Hoàng Phủ Nguyên cảnh mở miệng, Sở Trần cầm lấy túi máu, đi tới trước mặt thiên cơ huyền đồ, nhỏ máu tươi lên thiên cơ huyền đồ. Tống Thu cũng theo bản năng tới gần vài bước, nửa hồi, đồng tử co rút lại, kinh hô thành tiếng, đây là một bức tranh kỳ quái gì a? Kỳ môn trận pháp, lấy máu làm dẫn, trong nháy mắt khởi động. Cung Trường An nhìn một màn này. Giấu 10 ngón tay của mình sâu hơn, trên đường cao tốc, một chiếc xe lao nhanh, suýt nữa dẫn đến tai nạn xe. Triệu Hộ Pháp, cái này, Lê Học Bình nhìn Triệu Phong Vũ. Thiên cơ bàn, lại 2 lần lắc lư động đậy. Chương 825, xông vào xe phía sau không ngừng bấm còi biểu đạt bất mãn của mình, thanh âm chói tai truyền đến, nhưng bên trong xe lại yên tĩnh như chết. Kim đồng hồ trên thiên cơ bàn giống như một trò đùa dai, lại một lần nữa động. Tuy nhiên, không ai trong xe cảm thấy vui mừng, một đêm lăn qua lăn lại khiến trái tim của họ chết lặng. Sau lưng Khâu Lâm truyền đến một trận cảm giác rét run, càng cảm giác được kinh hãi. Nhất cử nhất động của bọn họ phảng phất bị một đôi bàn tay to khống chế trong bóng tối, bọn họ đi về phía trước, thì dừng lại thiên cơ bàn, bọn họ quay đầu lại, thì thiên cơ bàn động. Ngay cả khi họ dừng lại bên đường trong nhiều giờ, từ bình minh đến buổi chiều, cũng không thể thoát khỏi luật này. Ánh mắt Triệu Phong Vũ lạnh như đao. Nhìn chằm chằm thiên cơ bàn. Nửa hồi, Triệu Phong Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, không cần để ý tới. Hắn chịu đủ rồi, Lê Học Bình gật gật đầu,
lập tức đạp chân ga, xe tiếp tục đi về phía nhà hắn. 3 phút trôi qua, kim đồng hồ trên thiên cơ bàn lại động. 5 phút, lại động. 10 phút, vẫn đang động. Đồng tử Triệu Phong Vũ phảng phất như sắp ngưng động lại. Khi xe chậm rãi dừng ở cửa nhà trọ, đã trôi qua nửa giờ, kim đồng hồ trên thiên cơ bàn vẫn còn động, chỉ vào một hướng, run nhẹ. Hai tay Lê Học Bình cũng đang run rẩy. Nửa tiếng rồi, nếu như vừa mới quay đầu mà nói, hiện tại có thể đã tìm được thiên cơ huyền đồ hay không? Những người còn lại trong xe cũng đều có cùng suy nghĩ, ánh mắt lại một lần nữa đồng loạt nhìn về phía Triệu Phong Vũ. Triệu Phong Vũ trong lòng sinh ra một loại kích động muốn đập vỡ thiên cơ bàn. Hắn muốn quay đầu, lại sợ vừa quay đầu thiên cơ bàn lại đứng yên. Đây là di chứng khủng hoảng xuất hiện sau một đêm bị lăn qua lăn lại. Tất cả mọi người trong xe vẫn không nhúc nhích, Triệu Phong Vũ cũng không xuống xe. Lại là 10 phút trôi qua, thiên cơ huyền trận đã duy trì bị kích động 40 phút. Khâu Lâm nhìn không được nói một tiếng. Một lúc lâu sau, Triệu Phong Vũ nắm chặt nắm đấm, xuất phát. Biệt thự ven sông, dưới tác dụng của túi máu, huyết quang thiên cơ huyền đổ lóe ra, khí tức tà ác cùng hung sát tràn ngập ra, trải rộng khắp đại sảnh biệt thự. Tống Thu đã ngây người, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bức tranh thần kỳ quỷ dị như vậy, lúc này không dám lên tiếng hỏi, đứng ở bên cạnh đại sảnh, nhìn từ xa. Lấy nội tình lịch sử của bức họa này, không biết hấp thu bao nhiêu máu tươi của người sống, mới có thể có khí tức hung sát đẫm máu như vậy. Sở Trần cảm thán. Ánh mắt nhìn chăm chú vào thiên cơ huyền đồ sau khi khởi động trận pháp, càng là khắp nơi biểu hiện ra kỳ môn khí tức, từ đường nét đại thể, thiên cơ huyền đồ chỉnh thể chính là một tòa trận pháp, nhưng mà, thiếu một phần kia, khiến chỉnh thể trận pháp này không cách nào khởi động, hiện tại cảm thụ, chỉ là trận pháp cục bộ của thiên cơ huyền đồ. Bức họa này nhất định không thể lưu truyền ra ngoài nữa, nếu không, còn không biết sẽ uống bao nhiêu máu tươi. Hoàng Phủ Nguyên cảnh thần sắc nghiêm trọng. Sở Trần gật đầu, phái thiên cơ cùng cửu huyền môn có ân oán đời đời, thiên cơ huyền đồ có thể nói cũng là một trong những lá con át chủ bài của phái thiên cơ, đương nhiên không thể để cho thiên cơ huyền đồ lần nữa rơi vào trong tay phái thiên cơ người. Khóe mắt Sở Trần thoáng nhìn thấy vết thương trên ngón tay cung Trường An, không khỏi ngẩn ra, cung đại sư, tay ngài là chuyện gì xảy ra? Cung Trường An thở dài một tiếng, gián dương thành quá khủng bố, ngủ một giấc tỉnh dậy bị gián cắn mấy cái lỗ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, bên bờ sông Châu Giang, một chiếc xe từ từ dừng lại ở cửa một tiểu khu. Từ phương vị thiên cơ bàn biểu hiện, thiên cơ huyền đồ, liền ở trong tiểu khu này. Thần sắc Lê Học Bình không cách nào có chút kích động, đi lòng vòng, lảo đảo, cuối cùng cũng xác định được vị trí thiên cơ huyền đồ. Lái xe vào, Triệu Phong Vũ trầm giọng mở miệng, ánh mắt rét lạnh, không cách nào ức chế lau đi chút sát khí, trong lòng Triệu Phong Vũ đã tràn ngập sát khí. Hắn chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy, mặc kệ đối phương là có tâm hay là vô tình, không chết không đủ để tiêu trừ hận trong lòng hắn. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị chặn lại trước kiosk an ninh tiểu khu. Chúng tôi chỉ vào tìm một người thân, Lê Học Bình cùng bảo vệ thương lượng, cuối cùng vẫn bị chặn lại, không có cách nào tiến vào tiểu khu. Họ không thể nói tên của một chủ sở hữu, thứ mắt chó coi thường người khác, Khâu Lâm cất một tiếng, vừa định xuống xe xông vào. Bị Triệu Phong Vũ quát. Xe rời khỏi tầm mắt của bảo vệ, Triệu Phong Vũ và Khâu Lâm xuống xe. Các người chờ ở đây. Triệu Phong Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tường vây, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, loại nơi này, làm sao có thể ngăn được hắn. Triệu Phong Vũ nhìn thoáng qua thiên cơ bàn trong tay, thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy qua tường vây, Khâu Lâm theo sát phía sau. Dựa theo phương hướng thiên cơ bàn chỉ, Triệu Phong Vũ một đường đi về phía trước. Diện tích cây xanh trong tiểu khu rất lớn, ngẫu nhiên sẽ có xe cộ đi qua, không ai chú ý tới hai vị khách không mời Triệu Phong Vũ này. Vị trí của thiên cơ huyền đồ là khu biệt thự trong tiểu khu này. Triệu Phong Vũ cất bước về phía trước, tăng tốc độ. Đột nhiên, kim đồng hồ trên thiên cơ bàn đột nhiên rơi xuống. Trận pháp cảm ứng biến mất, Triệu Phong Vũ nhướng mày, chợt hừ lạnh một tiếng. Hắn đã đại khái biết phương vị của thiên cơ huyền đồ. Cho dù hiện tại trận pháp phía trên thiên cơ huyền đồ biến mất, hắn cũng có nắm chắc trong thời gian ngắn tìm ra thiên cơ huyền đồ. Đi theo ta, rất nhanh, trước mắt Triệu Phong Vũ đã là một khu biệt thự, thần sắc lãnh ý càng lúc càng lạnh, hai người cất bước về phía trước, vừa mới rẽ một vòng, chính diện gặp được hai tên bảo vệ, ngăn cản đường đi của hai người, thật ngại quá, phía trước là khu vực tư nhân, tạm thời không mở cửa cho công chúng. Khưu Lâm nhướng mày lên, đều là trong tiểu khu.
cư nhiên còn có khu vực tư nhân. Dựa vào cái gì, bảo vệ đánh giá hai người không phải người tiểu khu này đi, người của tiểu khu này đều biết khu vực này không thể tới gần. Triệu Phong Vũ không biến sắc, ánh mắt nhìn xung quanh. Hắn chuẩn bị xông vào, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của hai người. Lúc này, một trong những bảo vệ đã trực tiếp mở miệng, cảnh giác nhìn hai người. Khâu Lâm nhìn thoáng qua Triệu Phong Vũ. Triệu Phong Vũ nhìn hai tên bảo vệ này, thần sắc lạnh nhạt tránh ra. Khâu Lâm tiến lên một bước, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Một nhân viên bảo vệ trực tiếp một tay nắm lấy bả vai Khâu Lâm, Khâu Lâm ra tay nhanh như điện, nắm lấy tay bảo vệ, một quyền hướng về phía trước. Tay kia của bảo vệ nhanh chóng ngăn cản, tuy nhiên, anh ta đánh giá thấp sức mạnh của Khâu Lâm, bước chân lảo đảo, lui về phía sau vài bước. À, dĩ nhiên còn có chút sức lực. Khâu Lâm có chút kinh ngạc, hai người trước mắt này, tựa hồ không phải bảo vệ bình thường. Phản ứng vừa rồi của bảo vệ này không phải là ngòi bình thường chưa từng trải qua huấn luyện có thể làm được. Không được nhúc nhích, thấy thế, một nhân viên bảo vệ khác ánh mắt sắc bén, đưa tay thò ra, lấy ra khẩu súng lục, họng súng đen kịt lạnh như băng chĩa về phía Khâu Lâm. Bảo vệ mang súng bên mình, thần sắc Triệu Phong Vũ trầm xuống, từ lúc đối phương cầm súng ra, hắn liền đoán ra thân phận bảo vệ. Thiên cơ huyền đồ, cư nhiên đã rơi vào trong tay chính phủ. Điều này so với tưởng tượng của Triệu Phong Vũ khó giải quyết hơn nhiều. Thanh âm bước chân hai bên truyền đến, hơn 10 người một thân trang phục bảo vệ, nhưng đều rút súng, chỉ thẳng vào hai người Triệu Phong Vũ. Phòng vệ nơi này so với tưởng tượng của Triệu Phong Vũ còn nghiêm ngặt hơn. Sư phụ, Khâu Lâm hạ thấp giọng, đối với bọn họ mà nói, cho dù là những người trước mắt này, cũng không đủ để uy hiếp. Tầm mắt Triệu Phong Vũ lạnh lùng híp lại, những thứ trước mắt này, chỉ sợ chỉ là một vài phòng vệ bên ngoài, bên trong nhất định còn có hỏa lực cường đại hơn. Tùy tiện xông vào như vậy, thật sự quá liều lĩnh. Nhưng Triệu Phong Vũ cũng không cam lòng, thiên cơ huyền đồ gần trước mắt, hôm nay nếu rút lui, đối phương có chuẩn bị, thậm chí sau khi chuyển thiên cơ huyền đồ, lần sau muốn tìm được thiên cơ huyền đồ, lại càng thêm khó khăn. Anh chịu trách nhiệm liên quan đến việc phòng vệ khu vực này. Triệu Phong Vũ hạ thấp thanh âm. Những người trước mắt này tuy rằng không phải bảo vệ bình thường, nhưng mà, Khâu Lâm là đại đệ tử của hắn, kiệt xuất trong thế hệ trẻ của phái thiên cơ, muốn ứng phó với những người này cũng không khó. Hơn 10 người chậm rãi tiến về phía hai người, bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra hai người trước mắt không đơn giản, thần sắc cảnh giác, nắm chặt súng trong tay. Khâu Lâm đột nhiên nắm tay, bỗng nhiên, lá cỏ xanh mướt hai bên bị một trận gió thổi lên, những chiếc lá nhỏ dày đặc bị gió thổi bay. Bay về phía mười mấy bảo vệ kia. Những bảo vệ này tuy rằng không phải là thành viên cục đặc chiến, nhưng đều là tinh nhuệ được lựa chọn từ trong quân đội, có thể nói cũng là thành viên dự bị của cục đặc chiến, tố chất tác chiến đơn binh của bọn họ cũng không kém, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể khống chế lá từ xa, trong lúc nhất thời thất thần, tránh né không kịp, bị lá cắt đứt tay, súng rơi xuống đất. Cơ hồ cùng lúc đó, thân ảnh Triệu Phong Vũ chợt lóe, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khâu Lâm bước thẳng lên, đánh ngã hai tên bảo vệ trong đó, chợt rút lui về một hướng khác. Chuông báo động vang lên, bên trong biệt thự, cổng đóng chặt, Tống Thu đứng ở vị trí gần cửa sổ, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, là ai? Phòng vệ ngày thường của cục đặc chiến liền nghiêm ngặt, sau khi có thiên cơ huyền đồ, an ninh càng tăng lên một cấp độ, khi xe của đám người Triệu Phong Vũ xuất hiện ở cửa tiểu khu, đám người Sở Trần cũng đã nhận được tin tình báo. Thiên cơ huyền đồ đã bị Sở Trần thu lại. Đặt ở dưới sofa, xung quanh thiên cơ huyền đồ càng bị Sở Trần bố trí vẽ thuật quy định phạm vi hoạt động, mục đích là ngăn trở cảm giác của đối phương đối với thiên cơ huyền đồ. Từ cửa truyền đến tin tức cảnh báo trước tiên, Sở Trần liền suy đoán, phái thiên cơ có thể hay không có thủ đoạn đặc biệt cảm giác được phương vị sau khi thiên cơ huyền đồ bị kích động trận pháp. Anh quyết đoán dùng cách, đây cũng là nguyên nhân thiên cơ bàn đột nhiên cảm ứng thiên cơ huyền đồ lại biến mất. Phái thiên cơ. Sở Trần nói, thiên cơ huyền đồ nhiều lần nhấc lên gió tanh mưa máu, chính là bọn họ một tay chủ đạo. Sở Trần mở miệng, ánh mắt đảo qua, Tiếu Phong, anh dẫn người bảo vệ chu toàn cho ba vị đại sư. Dứt lời, Sở Trần cất bước đi ra cửa, đôi mắt tràn qua chiến ý. Anh muốn lần nữa lĩnh giáo một chút thuật cách không của phái thiên cơ. Anh rể, cẩn thận đấy. Tống Thu vội vàng hô một tiếng. Sở Trần cũng không có xem nhẹ, sau khi đi ra, dọc theo đường đi về phía trước. Thanh âm chiến đấu là từ bên này truyền đến. Tiếng bước chân lộn xộn dồn dập không ngừng vang lên. Nơi này là trung tâm của cục đặc chiến Dương Thành, ngoại trừ thủ vệ ra,
còn có không ít thành viên cục đặc chiến ngày thường sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau khi phát hiện có tình huống, rất nhiều người đều đi ra, trong đó không thiếu chiến sĩ đội đột kích. Được đào tạo nghiêm chỉnh, bao vây kẻ thù từng lớp một. Ngay từ đầu Khâu Lâm đã muốn bỏ qua sự truy kích của những nhân viên bảo vệ này, nhưng mà, dần dần, thần sắc Khâu Lâm toát ra một tia kinh hoàng, đây đều là đám người nào đó, ai nấy đều được trang bị vũ khí hạng nặng, tố chất thân thể càng không phải cảnh sát bình thường có thể so sánh. Khâu Lâm có cảm giác đột nhiên một cước dâm lên tô ong vỏ vẽ. Tiếng bước chân bên tai càng ngày càng nhiều, Khâu Lâm cố gắng hết sức, cuối cùng cũng bị ép vào trong một biệt thự. Biệt thự được bao quanh bao vây lại. Sở Trần vừa lúc cũng đi tới nơi này. Sở đội, có thành viên đội đột kích tổ 9 ở đây, trầm giọng báo cáo, người phạm tội tổng cộng có 2 người, trong đó có một người ở trong biệt thự này, còn có một người không biết tung tích, chúng tôi đã toàn lực điều tra. Đồng tử Sở Trần co rụt lại, lập tức cất bước đi về phía cửa lớn biệt thự này. Sở đội, người này thân mang thủ đoạn quỷ dị, thanh âm của người này đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, thực lực của sở đội. Cũng là dựa vào một đôi quyền đánh ra thanh danh, chưa chắc sẽ yếu hơn người trong biệt thự. Sở Trần vừa đẩy chính diện ra, phù vù một trận cuồng phong quét tới, một cái bình hoa đập tới trước mặt Sở Trần. Sở Trần đưa tay, bắt lấy bình hoa, ánh mắt nhìn qua. Sở Trần, quả nhiên là ngươi. Khâu Lâm nhìn chằm chằm Sở Trần, đôi mắt sát ý nổi lên, thì ra là cửu huyền môn các người ở sau lưng giở trò. Vừa lúc, hôm nay sư phụ phụ trách lấy thiên cơ huyền đỏ, ta phụ trách giết ngươi. Vừa dứt lời, Khâu Lâm tựa hồ là sợ Sở Trần chạy trốn, một bước dài liền xông về phía Sở Trần. Hắn đã sớm muốn giết Sở Trần rồi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa lại muốn xông vào. Khâu Lâm cười lạnh, quyền cước có lực, trung ốp lêu chiêu chỉ vào mệnh của Sở Trần. Lúc trước khi Sở Trần còn ở trên đài cao văn đấu, hắn liền động tâm tư muốn giáo huấn Sở Trần. Về sau, tiểu sư muội cũng bởi vì Sở Trần bị bắt, nếu không phải kiêng kỵ Nam Cung Quân bên cạnh Sở Trần. Bọn họ đã sớm giết tới cửa. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở chỗ này gặp được Sở Trần. Người bên ngoài vây quanh hắn, Khâu Lâm cũng không thèm để ý, nhiệm vụ của hắn chính là giam chân những người này, để sư phụ đi tìm thiên cơ huyền đồ. Nếu đã đụng phải Sở Trần, vậy thuận tiện giải quyết Sở Trần, lấy công chuộc tội. Bịch, sau khi Khâu Lâm cường thế xông lên, Sở Trần thuận thế nghiêng người né tránh, Khâu Lâm trực tiếp một cước đóng cửa lại, ánh mắt liếc mắt nhìn vị trí Sở Trần. Chân đạp thiên cơ bộ pháp, đột nhiên đi, vung quyền liền đánh về phía Sở Trần, cảnh giới thực lực của Khâu Lâm, gần bằng võ đạo tông sư, đây cũng là nguyên nhân hắn tự tin có thể giết chết Sở Trần. Hắn nhìn ra, Sở Trần còn cách võ đạo tông sư một khoảng cách, mặc dù Khâu Lâm từng nghe nói Sở Trần đánh bại võ đạo tông sư cấp bậc tông sư châu Mỹ Triệu Phương Tuyền, nhưng Khâu Lâm thấy, những quyền sư nổi danh trong thế tục kia, đờ đa số chỉ là hư danh. Sở Trần chưa từng gặp qua Khâu Lâm. Khâu Lâm gọi ra tên anh khiến anh bất ngờ một chút, không nghĩ tới đối phương trực tiếp giết tới, muốn lấy tính mạng của anh. Mãng phu của phái thiên cơ. Trong lòng bàn tay Sở Trần nắm tiểu ngũ lôi phù, một trưởng vỗ đánh, quyền trưởng đối oanh, vừa nhanh vừa mạnh. Oanh một tiếng thanh âm sấm sét, Khâu Lâm nhất thời lui về phía sau vài bước, lòng bàn tay truyền đến một trận cảm giác tê dại, đồng tử ngưng động, nhìn chằm chằm Sở Trần, lập tức thi triển thuật cách không, toàn bộ đại sảnh. Tất cả các vật đều có thể bị di động, đều đột nhiên không hề báo trước bay lên, đập tới Sở Trần. Thanh thế to lớn, nhất là khi chiếc sofa khổng lồ kia đập tới trước mặt, Sở Trần đều phải tránh né mũi nhọn, nhanh chóng tránh né. Khâu Lâm tuy rằng có thể cách không điều khiển sofa, nhưng không có cách nào làm cho chúng nó biến ảo phương hướng, thế lực nặng nề đập qua, Sở Trần né tránh, sofa thuận thế liền đập trên mặt đất. Cách không thuật của ngươi, tựa hồ còn chưa đủ trình a. Sau khi Sở Trần né tránh thế tấn công của sofa, thân ảnh áp sát Khâu Lâm. Thuật cách không của phái thiên cơ rất khó ứng phó, thế nhưng, phương pháp phá giải cũng rất đơn giản thô bạo, đó chính là tác chiến gần, chỉ cần gần đối phương, hắn liền không có cách nào dễ dàng thi triển cách không thuật. Khâu Lâm nhìn Sở Trần từng bước tới gần, khóe miệng theo bản năng nhếch lên một chút. Hắn thật sự cho rằng, phái thiên cơ cũng chỉ hiểu thuật cách không sao. Khi thân ảnh Sở Trần cách Khâu Lâm không tới một mét, một tấm bùa trong tay Khâu Lâm đột nhiên đánh ra, quang mang linh phù bạo liệt, một cỗ sóng nhiệt nóng rực rỡ đánh về phía Sở Trần. Bùa hỏa diễm, trong tốc độ ánh sáng, Sở Trần chân đạp càn khôn bộ, nhanh chóng tránh được một cỗ sóng nhiệt này tập kích, gần người trong nháy mắt, bát cực quyền đánh ra ngoài. Lắc lắc đâm trời ngã xuống, dậm chân chấn động cửu châu.
lực bát cực dung hợp trong khoảng 10 ngón tay, một quyền đánh ra, phản ứng của Khâu Lâm cũng cực nhanh, nhanh chóng xuất quyền, cùng Sở Trần đối kích một kích. Khâu Lâm tràn ngập lòng tin, cũng là tiên thiên võ giả, Sở Trần vừa mới bước vào tiên thiên, mà hắn là tiên thiên đỉnh phong, từ cảnh giới mà xem, Sở Trần tất thua không thể nghi ngờ. Quyền và quyền va chạm với nhau, đôi mắt Sở Trần nhìn chằm chằm Khâu Lâm, nở nụ cười. Thân thể Khâu Lâm cứng ngắc, không nhúc nhích, một giây sau, cảm giác đau nhức thấu tim truyền khắp toàn thân. Tay đứt ruột sót, lực bát cực vô cùng cường thế, trình độ bá đạo vọt xa tưởng tượng của Khâu Lâm, hắn tự nhận sức lực của mình hẳn là hơn xa Sở Trần, nếu cứng đối cứng, cho dù là cận chiến vật lộn, hắn cũng có thể dễ dàng nghiền ép Sở Trần, nhưng hiện thực dạy cho hắn một bài học. Khâu Lâm cảm giác tay phải của mình phảng phất như muốn đứt gãy ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước, đồng thời, các vật sắc bén như gao gọt hoa quả rải rác trong đại sảnh bay tới Sở Trần, ngăn cản Sở Trần tiến công lần nữa. Sở Trần vọt lên vài bước, cầm lấy một cái ghế ngã trên mặt đất, đập tới đống vật sắc bén này, dao gọt hoa quả nhao nhao rơi xuống đất. Trong lòng Khâu Lâm đột nhiên chấn động, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của Sở Trần, càng thêm đánh giá quá cao thực lực của mình. Đại sảnh một mảnh hỗn độn, Khâu Lâm đã không quan tâm nhiều như vậy, hắn nảy sinh một ý định chạy trốn, nhưng Sở Trần căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn, thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc một hơi cũng không cho hắn. Buộc Khâu Lâm liên tục lui về phía sau, lần lượt ngã xuống đất, cuối cùng bị Sở Trần bắt giữ. Các người làm sao biết thiên cơ huyền đồ ở chỗ này? Sở Trần nắm chặt tay Khâu Lâm, Khâu Lâm kêu thảm một tiếng quỳ xuống đất. Thiên cơ huyền đồ vốn thuộc về phái thiên cơ, chúng tôi tự nhiên có cách tìm được nó. Khâu Lâm cố nén đau đớn, sư phụ tôi vẫn dùng máu tươi của mình nuôi dưỡng thiên cơ huyền đồ, chỉ cần thiên cơ huyền đồ xuất hiện trong phạm vi cách ông ấy 10 dặm, ông ấy đều có thể cảm nhận được. Cho nên, ông ấy dẫn tôi đi tìm nơi này. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, nhìn chằm chằm Khâu Lâm, nửa lúc, hô to một tiếng ra bên ngoài. Mọi người đã sớm ở bên ngoài chờ lập tức xông vào, một đám vũ trang đầy đủ, toàn tâm toàn ý đề phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.